Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 281, cá cược thịch. Tống Quốc Chí ở đầu bên kia điện thoại suýt nữa ngã khỏi ghế, sắc mặt trắng bệch, vội vàng hỏi, chú nói sao cơ? Chủ soái Bắc Lương Á, chú chắc chứ? Tống Hậu Lượng đáp, anh ơi, lúc này rồi em còn lừa anh được sao? Chủ soái Bắc Lương bây giờ đang ở Tu Hà, thân phận của anh ấy vẫn luôn được giữ bí mật. Lần này Tổng Tư lệnh Hoàng coi như đắc tội nhân vật to bằng trời rồi. Ông ta dám bao che cho thiếu gia Đỗ Hạo Hiên của tập đoàn Đỗ Thị. Anh có biết tên Đỗ Hạo Hiên này đã làm chuyện tày trời gì không? Tống Quốc Chí vội vàng lau mồ hôi lạnh trên trán, hỏi, Đỗ Hạo Hiên? Cái cậu ấm của tập đoàn Đỗ Thị ấy hả? Sao lại liên quan đến cậu ta vậy? Tống Hậu Lượng vừa bảo tài xế lái xe đến chi cục Tùng Đào với tốc độ nhanh nhất, vừa giải thích. Tên Đỗ Hạo Hiên này lấy hợp tác làm mồi nhử, lừa phu nhân của chủ soái Bắc Lương đến khách sạn, hạ thuốc với cô ấy, định cưỡng hiếp, ầm. Câu nói này chẳng khác gì sét đánh bên tai Tống Quốc Chí. Thiếu gia của tập đoàn Đỗ Thị định nhúng chàm phu nhân của chủ soái Bắc Lương. Đây là tội chu di cửu tộc đấy. Một Đỗ Hạo Hiên không đủ để người tai to mặt lớn như vậy hạ hỏa được. Ý chú là tập đoàn Đỗ Thị lợi dụng mối quan hệ, bảo Hoàng Khắc Trung ra mặt. Bắt chi cục dưới tay chú thả người sao, Tống Quốc Chí nói xong thì hít vào khí lạnh, cả người run lên. Toi rồi, toi rồi. Ở tỉnh sắp nổi bão rồi. Cái lão Hoàng Khắc Trung này ra mặt giúp ai mà chẳng được, lại chọc đúng tổ kiến lửa. Thậm chí, xử lý không khéo còn mất cả đầu. Anh, chuyện không thể chậm trễ, anh mau sắp xếp người, lập tức tiến hành điều tra Hoàng Khắc Trung đi. Bây giờ em còn phải làm theo lệnh. Cùng lắm 10 phút nữa là phải khiến Hoàng Khắc Trung ngã ngựa. Tống Hậu Lượng nói xong, vội vàng cúp máy. Bởi vì anh ta đã đến cổng chi cục Tùng Đào. Tống Hậu Lượng xuống xe, chỉnh trang lại quần áo và cái mũ trên đầu, sau đó dẫn theo cấp dưới, vẻ mặt lo lắng bước vào trong chi cục. Vừa đến cửa, anh ta đã nhìn thấy một phụ nữ trung niên ăn mặc diêm dúa, chỉ tay vào mặt Tiêu Chính Văn mà chửi bới. Chứng kiến cảnh này, Tống Hậu Lượng cảm thấy da đầu như tê dại. Láo toét, đây là cục thanh tra, các người làm cái trò gì đấy? Tống Hậu Lượng vội vàng mắng, ánh mắt lạnh lùng. Trên vai, trước ngực bộ đồng phục, và chiếc mũ trên đầu tỏa ra ánh sáng vàng chói của chiếc huy hiệu Hoa Quốc. Tất cả đều há hốc miệng. Mọi người nhìn qua, ai cũng nhìn ra được đây là một người đứng đầu trong cơ quan thanh tra Tu Hà. Lúc này, Hứa Chí Toàn nhìn thấy Tống Hậu Lượng, lập tức chạy tới. Chào Tổng Tư lệnh Tống, sao anh lại đích thân tới đây vậy? Tổng Tư lệnh Tống, anh ta chính là Tổng Tư lệnh của Tổng Cục Chấp pháp Tu Hà. Mọi người đều kinh ngạc, vẻ mặt chấn động. Đỗ Bá Đào và Tào Lệ Lan cũng nhíu mày, nhìn về phía Tống Hậu Lượng đang bước tới. Tống Hậu Lượng đầu tiên là nhìn Tiêu Chính Văn, khẽ gật đầu với anh, sau đó nhìn khắp với ánh mắt sắc bén, lạnh lùng hỏi có chuyện gì thế này? Sao không ai làm việc vậy? Hứa Chí Toàn lập tức giải thích, Tổng Tư lệnh Tống, chuyện là thế này, mấy người này là chủ tịch Đỗ Bá Đào của tập đoàn Đỗ Thị và vợ ông ta là bà Tào Lệ Lan, cùng với trợ lý. Bọn họ muốn chi cục chúng tôi thả Đỗ Hạo Hiên, bây giờ người nhà của nạn nhân tiểu thư Khương là anh Tiêu Chính Văn đây cũng đang cãi nhau với bọn họ. Tống Hậu Lượng đương nhiên đã biết chuyện, anh ta nhìn Đỗ Bá Đào với ánh mắt lạnh lùng, nói chủ tịch Đỗ Hạo Hiên là tôi cho người bắt giam. Anh ta bị nghi ngờ phạm tội cưỡng hiếp không thành, tạm thời không được bảo lãnh, chờ điều tra rõ ràng rồi chúng tôi sẽ có xử lý. Ánh mắt Đỗ Bá Đào lạnh đi, sắc mặt cũng vô cùng u ám, nhìn Tống Hậu Lượng, nói Tổng Tư lệnh Tống, tôi nghi ngờ cậu ta cố ý hãm hại con trai tôi. Chuyện này tôi đã liên hệ với Tổng Tư lệnh Hoàng ở tỉnh, chắc ông ấy sẽ tìm đến cậu ngay thôi. Lúc nói, ông ta còn có ý uy hiếp. Tống Hậu Lượng nhíu mày, sắc mặt rất khó coi. Được lắm. Ông chủ của tập đoàn lớn ở tỉnh đúng là có uy thật đấy. Tống Hậu Lượng bật cười, giọng điệu vẫn thản nhiên, nói, nhưng chủ tịch Đỗ này, hình như ông chưa hiểu ý tôi thì phải. Đây là Tu Hà, tất cả các vụ án đều do thanh tra Tu Hà xử lý, cho dù là Tổng Tư lệnh Hoàng ở Tổng Cục Chấp pháp tỉnh mà ông quen thì cũng phải thông qua tôi chứ không được khua chân múa tay. Quan niệm của chúng tôi chỉ có một, đó là không hàm oan người tốt, và đương nhiên, cũng không bỏ qua cho bất cứ người xấu nào. Hay, đúng, không hàm oan người tốt, cũng không bỏ qua cho người xấu. Hừ, đây là Tu Hà, từ bao giờ đến lượt người ở tỉnh các ông khua tay múa chân chứ?
Phải đấy, cậy mình có tí tiền ấy mà, dựa vào đâu mà coi thường luật pháp hả? Mọi người xung quanh lập tức chê trách đám người Đỗ Bá Đào. Bị nhiều người chỉ trích như vậy, sắc mặt Đỗ Bá Đào cũng trở nên rất khó coi, nếu không phải đây là chi cục thanh tra, thì có khi đám người này đã ném trứng thối rồi. Chẳng còn cách nào khác, người dân bình thường như bọn họ ngày thường cũng hay bị những kẻ có tiền có thế khinh thường bắt nạt. Bây giờ, có người bảo vệ chính nghĩa như Tổng tư lệnh Tống, bọn họ đương nhiên phải lên tiếng rồi. Tổng tư lệnh Tống, cậu muốn đối đầu với nhà họ Đỗ tôi chứ gì? Hay là cậu không coi Tổng tư lệnh Hoàng ra gì, sắc mặt Đỗ Bá Đào vô cùng lạnh lẽo. Tống Hậu Lượng cười ha hả, đúng lúc này, điện thoại trong túi quần rung lên, anh ta lấy ra xem, cười nói, nếu ông cảm thấy Tổng tư lệnh Hoàng có thể giúp được thì cứ gọi điện cho ông ta đi, nhưng tôi khuyên Chủ tịch Đỗ một câu, kết quả có lẽ không được như ý muốn của ông đâu. Ánh mắt Đỗ Bá Đào lạnh lùng, khóe mắt tỏa ra sự lạnh lẽo thấu xương. Ông ta lấy điện thoại ra, gọi lại cho Hoàng Khắc Trung, đồng thời gần giọng nói, được. Tổng tư lệnh Tống, cậu muốn đối đầu với nhà họ Đỗ chúng tôi thật rồi đấy. Nhưng đúng 10 phút trước, Hoàng Khắc Trung đang phiền chán ngồi trong văn phòng Tổng tư lệnh ở Tổng cục chấp pháp tỉnh. Người của chi cục Tu Hà dám bắt cậu ấm của tập đoàn Đỗ Thị ở tỉnh, thế này thì khác gì động thổ trên đầu Hoàng đế. Tên Tống Hậu Lượng này cũng láo quá. Cả đám người dưới trướng cậu ta cũng quá láo. Hoàng Khắc Trung đang định gọi điện thoại cho Tống Hậu Lượng, chuẩn bị xoa trước đánh sau. Nhưng, đột nhiên, cửa văn phòng bị đẩy mạnh ra, trợ lý của ông ta xông vào, thở hổn hển kêu lên, Tổng tư lệnh Hoàng, xảy ra chuyện rồi. Người của cục kiểm tra kỷ luật đến, nói muốn điều tra anh ạ, kẹt. Hoàng Khắc Trung đặt ly trà trong tay xuống mặt bàn, vẻ mặt căng thẳng và khó hiểu, hỏi cậu nói sao cơ? Người của cục kiểm tra kỷ luật đến điều tra tôi. Vâng, vâng ạ, bọn họ đã. Tên trợ lý kia còn định nói gì nữa, nhưng đã có mấy người cả nam cả nữ mặc đồ tôn trung sơn màu đen, trước ngực đeo huy hiệu nhỏ màu đỏ, xông thẳng vào. Tống Quốc Chí đích thân dẫn người đến, nhìn Hoàng Khắc Trung đang ngồi với ánh mắt lạnh lùng, xuất trình lệnh điều tra với ông ta, nói Tổng tư lệnh Hoàng, xin ông hãy phối hợp điều tra với chúng tôi, đi cùng chúng tôi một chuyến. Chương 282, khách không mời mà đến. Hoàng Khắc Trung nhìn thấy Tống Quốc Chí đích thân dẫn người đến, khóe mắt hơi nheo lại, ông ta đứng dậy, cười nói, Phó Tổng tư lệnh Tống, ông đừng đùa thế chứ, Hoàng Khắc Trung tôi là một công dân tốt luôn tuân thủ pháp luật, chắc chắn ông lại đùa tôi rồi. Hoàng Khắc Trung cười ha hả, bước lên đưa điếu thuốc. Nhưng sắc mặt Tống Quốc Chí vẫn lạnh lùng, gạt điếu thuốc Hoàng Khắc Trung đưa cho, sửng dưng nói, Tổng tư lệnh Hoàng, không, phải là Hoàng Khắc Trung mới đúng, tôi không đùa với ông. Bây giờ, ông đang bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật, cần phối hợp điều tra với chúng tôi, mong ông hãy thu lại cái vẻ giả dối đó đi. Hoàng Khắc Trung nghe thấy thế, sắc mặt trở nên u ám, cười nói, Phó Tổng tư lệnh Tống, ông thực sự muốn điều tra tôi sao? Ông chắc chắn ông có chứng cứ cho thấy tôi vi phạm kỷ luật chứ? Dường như Tống Quốc Chí đã đoán trước Hoàng Khắc Trung sẽ nói như vậy, ông ta chìa tay ra, cầm một tài liệu báo cáo điều tra trong tay người trợ lý phía sau. Đập lên bàn, lạnh lùng nói, Hoàng Khắc Trung. Đã đến nước này rồi mà ông vẫn không chịu thừa nhận mình vi phạm kỷ luật sao? Đây là những tội trạng của ông mà chúng tôi mất 2 năm để điều tra. Rõ ràng chi tiết từng chuyện một, nhìn tập tài liệu báo cáo dày cộp kia, cả người Hoàng Khắc Trung run rẩy, trán túa mồ hôi lạnh, chối phát đi, vớ vẩn. Tôi là Tổng tư lệnh Hoàng của Cục Thanh tra tỉnh, tôi không hề vi phạm kỷ luật. Số tài liệu báo cáo này của các ông đều là giả. Có người cố ý vu oan hãm hại tôi. Tống Quốc Chí, ông đừng hòng ngậm máu phun người. Hoàng Khắc Trung cuống lên, lúc gầm lên giận dữ, thịt ở khóe mắt ông ta cũng giật giật. Đúng là kỹ thuật diễn vô cùng xuất sắc. Tống Quốc Chí cười nói, có phải là vu oan hãm hại hay không, chỉ cần Tổng tư lệnh Hoàng phối hợp điều tra với chúng tôi mới rõ ràng được. Đưa đi, vừa hạ lệnh xong. Hai nhân viên phía sau Tống Quốc Chí liền bước lên, còng tay Hoàng Khắc Trung lại. Hoàng Khắc Trung còn định giãy giụa, nhưng vô ích. Sau đó, Hoàng Khắc Trung liền bị người của Cục Kiểm tra Kỷ luật đưa lên xe. Cục Thanh tra tỉnh lập tức đại loạn. Hoàng Khắc Trung ngã ngựa rồi. Tin này lập tức lan khắp tỉnh như trận động đất. Tất cả gia chủ của các thế gia, các doanh nghiệp, và những người có qua lại với Hoàng Khắc Trung đều hạ lệnh chết, cắt đứt hoàn toàn quan hệ với người nhà họ Hoàng.
nhanh chóng xóa sạch mối quan hệ lợi ích với Hoàng Khắc Trung và người nhà họ Hoàng. Trận cuồng phong này đến quá đột ngột, lập tức cuốn tung cả tỉnh. Cùng lúc đó, Đỗ Bá Đào gọi đến điện thoại riêng của Hoàng Khắc Trung, điện thoại vừa có người nghe, Đỗ Bá Đào liền cuống lên nói, Tổng tư lệnh Hoàng, bên Tu Hà không thả người, bây giờ, Tổng tư lệnh Tống của Tu Hà đang đứng trước mặt tôi, ông tìm Hoàng Khắc Trung à? Ở đầu bên kia điện thoại là giọng nói lạnh nhạt của một người đàn ông trung niên. Đỗ Bá Đào sững sờ, hỏi ngược lại, ông là ai? Tổng tư lệnh Hoàng đâu, bảo ông ấy nghe máy đi. Lúc này, Tống Quốc Chí đang đứng ở cổng cục thanh tra tỉnh, cười nhạt một tiếng, nói, ông chính là chủ tịch của tập đoàn Đỗ Thị, Đỗ Bá Đào đúng không? Rất tiếc phải nói với ông, Hoàng Khắc Trung bị tình nghi vi phạm kỷ luật, đã bị đưa đi điều tra rồi. Chủ tịch Đỗ, tôi có lòng nhắc nhở ông, nếu ông có mối quan hệ lợi ích không chính đáng với Hoàng Khắc Trung thì chúng tôi cũng sẽ mời ông đến sơi nước đấy nhé. Cạch. Dứt lời, điện thoại ngắt máy. Sắc mặt Đỗ Bá Đào lập tức trắng bệch, khóe mắt run rẩy. Tổng tư lệnh Hoàng bị đưa đi rồi sao? Sao lại đột ngột như vậy? Ông ta liếc mắt, nhìn về phía Tống Hậu Lượng, anh ta cười như không cười nhìn lại, nói chủ tịch Đỗ, gọi điện thế nào rồi? Tổng tư lệnh Hoàng có chỉ thị gì thế? Sắc mặt Đỗ Bá Đào u ám, nói Tổng tư lệnh Tống, cậu không thả người chứ gì? Tống Hậu Lượng ngắt lời, không thả. Được, hy vọng Tổng tư lệnh Tống hãy nhớ lời nói hôm nay của mình. Lệ Lan, chúng ta đi. Đỗ Bá Đào xoay người định rời đi. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Chính Văn lại lên tiếng, chủ tịch Đỗ, hình như ông đã quên mất một chuyện. Đỗ Bá Đào nghe thấy thế, cả người run rẩy. Đứng im tại chỗ, nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt lạnh lùng, nói Tiêu Chính Văn, tôi đã nhớ cậu rồi. Cậu sẽ phải trả giá vì những việc làm ngày hôm nay. Dứt lời, ông ta nhìn Đỗ Tình Tuyết, nói, bây giờ con sẽ quản lý tập đoàn Đỗ Thị ở Tu Hà, nhưng con đừng quên, dù gì Đỗ Hạo Hiên cũng là anh trai con. Nói xong câu này, Đỗ Bá Đào liền dẫn người rời khỏi chi cục chấp pháp. Chờ bọn họ đi rồi, người dân và các thanh tra trong chi cục lập tức hoan hô. Thật là sướng quá đi. Người có máu mặt đến từ tỉnh thì sao chứ? Vẫn phải ngoan ngoãn tuân thủ luật pháp đấy thôi. Đỗ Tình Tuyết nhìn Tiêu Chính Văn, rồi lại nhìn Tống Hậu Lượng, nhỏ giọng hỏi, Tiêu Chính Văn, anh quen Tổng tư lệnh Tống à? Tiêu Chính Văn lắc đầu đáp không, sao tôi có thể quen Tổng tư lệnh Tống chứ? Thế sao anh ta lại giúp anh? Đỗ Tình Tuyết khó hiểu nói. Tiêu Chính Văn đáp, Tổng tư lệnh Tống vẫn luôn là một người phục vụ nhân dân tốt. Một thanh tra tốt. Đỗ Tình Tuyết hơi nhíu mày, sau đó nói mấy câu rồi rời đi, cô ta còn phải giải thích với Đỗ Bá Đào nữa. Còn ở bên này, Tống Hậu Lượng nhìn Tiêu Chính Văn, hai người lần lượt rời khỏi chi cục, ngồi vào chiếc xe đỗ ở cổng. Vừa lên xe, Tống Hậu Lượng đã cười nói, anh Tiêu, Hoàng Khắc Trung đã bị đưa đi rồi. Tiêu Chính Văn gật đầu nói, ừ, anh làm tốt lắm, anh trai anh là phó tổng tư lệnh cục kiểm tra kỷ luật tỉnh à. Tống Hậu Lượng gật đầu đáp, đúng vậy, con bé Băng Văn là con gái của anh tôi, bởi vì đắc tội một số cậu ấm cô chiêu quyền quý ở tỉnh, nên bị anh tôi sắp xếp đến Tu Hà học tập, cũng coi như để con bé học cách đối nhân xử thế. Tiêu Chính Văn nghe thấy thế thì liếc mắt, nói Tống Băng Văn là cháu gái của anh hả? Tống Hậu Lượng hơi ngại ngùng mỉm cười, nói, đúng rồi, con bé là cháu tôi, lần trước, con bé này không biết thân phận của anh Tiêu nên mạo phạm. Mong anh đừng trách nó. Con bé này cái gì cũng tốt, mỗi cái tính tình chẳng ra làm sao, ghét ác như thù, làm việc cũng không suy nghĩ. Tiêu Chính Văn cười nói, được đấy, tính cách này tuy dễ đắc tội người khác, nhưng có thể thấy cô ấy vốn là người lương thiện. Đúng rồi, nếu có cơ hội thì bảo anh trai anh đến gặp tôi nhé. Tống Hậu Lượng nghe thấy thế, vẻ mặt vô cùng vui mừng, đáp, được được được. Tôi sẽ sắp xếp. Đưa tôi về nhà. Tiêu Chính Văn nói, ngồi trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi. Mấy ngày nay đúng là mệt thật. Chẳng mấy chốc, xe đã dừng trước cổng nhà. Tiêu Chính Văn vừa xuống xe đã phát hiện không khí trong nhà là lạ, vô cùng lạnh lẽo. Một luồng sát khí rất lớn đang bao trùm cả ngôi nhà. Tống Hậu Lượng đương nhiên cũng chú ý thấy, nhíu mày nói, anh Tiêu, sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ. Tiêu Chính Văn vội vàng cất bước lao vào. Anh nhìn thấy trong sân có một người đàn ông trung niên mặc đồ thái cực màu trắng, đang chơi trò chơi với Nana. Khương Vi Nhan ngồi trên sofa với vẻ mặt sợ hãi, không dám động đậy,
mắt nhìn chằm chằm Nana và người đàn ông trung niên kia. Trong sân còn có mười mấy người trẻ tuổi mặc quần áo luyện công màu trắng, đứng chắp tay sau lưng. Tiêu Chính Văn. Khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Chính Văn xuất hiện, nước mắt của Khương Vi Nhan lập tức giàn giụa, cô đứng bật dậy, nhưng lại bị một người đàn ông bên cạnh ấn chặt xuống sofa. Tiêu Chính Văn nhíu chặt mày, trong mắt tỏa ra một luồng sát khí ngút trời, lạnh lùng hỏi các người là ai. Người đàn ông trung niên mặc đồ thái cực màu trắng kia nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt thản nhiên, sau đó hỏi cậu chính là Tiêu Chính Văn à? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 283, Đại Sư Lưu, quỳ xuống. Tiêu Chính Văn nhíu mày, cả người dần tỏa ra sát khí lạnh lùng, nói tôi chính là Tiêu Chính Văn đây. Người đàn ông trung niên mặc đồ thái cực màu trắng kia chậm rãi đứng dậy, mỉm cười, đứng chắp tay sau lưng, nói, xin tự giới thiệu, tôi là Đại Sư Lưu Quốc Bảo ở tỉnh. Ở tỉnh, Đại Sư Lưu. Tiêu Chính Văn nhíu chặt mày, xem ra Đỗ Tình Tuyết không lừa anh. Không ngờ người nhà họ Tần cử đến hành động cũng nhanh thật. Đúng lúc này, Nana nhìn thấy Tiêu Chính Văn trở về, cô bé với bàn tay nhỏ bé, cười lanh lảnh, hét lên, bố ơi, chú này mua cho Nana nhiều đồ ăn và đồ chơi lắm. Tiêu Chính Văn cười nhạt, bước lên mấy bước, bế Nana lên, véo nhẹ cái mũi cô bé, sau đó bước tới trước mặt Khương Vi Nhan đang ngồi trên sofa, đưa Nana cho cô, nói. Mẹ con em ra ngoài chờ một lát nhé, anh và Đại Sư Lưu này có chút chuyện cần bàn bạc. Khương Vi Nhan bế Nana, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn Tiêu Chính Văn, lại hỏi với vẻ vô cùng lo lắng, Tiêu Chính Văn, thực sự không sao chứ? Tiêu Chính Văn lắc đầu, xoa mái tóc Khương Vi Nhan, nói, không sao đâu, em với Nana ra ngoài trước đi. Khương Vi Nhan gật đầu, bế Nana. Đang định đi thì bị hai người đàn ông mặc đồ luyện công màu trắng chìa tay ra ngăn lại. Đại Sư Lưu gật đầu, vẫy tay một cái, hai người đàn ông kia mới cho đi. Khương Vi Nhan bế Nana ra khỏi sân nhỏ, nhìn thấy Tống Hậu Lượng đang chờ ở ngoài cổng. Tiểu thư Khương, cô và cháu không sao chứ, Tống Hậu Lượng hỏi với vẻ rất quan tâm. Khương Vi Nhan nghi ngờ nhìn Tống Hậu Lượng trước mặt, anh ta mặc đồng phục thanh tra, nhìn có vẻ chức vụ cũng không nhỏ. Cô còn tưởng Tiêu Chính Văn gây chuyện gì, run rẩy hỏi anh là. À, tôi là Tống Hậu Lượng, Tổng Tư lệnh của Tổng Cục Chấp pháp Thu Hà, Tống Hậu Lượng lập tức tự giới thiệu. Khương Vi Nhan sững sờ, Tổng Tư lệnh của Tổng Cục Chấp pháp Thu Hà. Chào anh, Tổng Tư lệnh Tống, sao anh lại ở đây? Chồng tôi gây chuyện gì sao? Khương Vi Nhan lo lắng hỏi. Hôm nay, đám người kia đột ngột xông vào nhà, đã khiến Khương Vi Nhan hết cả hồn. Bây giờ, Tổng Tư lệnh Tống của Tổng Cục Chấp pháp Thu Hà lại đứng ở ngoài cổng, điều này không khỏi khiến Khương Vi Nhan nghi ngờ Tiêu Chính Văn đã gây chuyện gì đó ở bên ngoài. Tống Hậu Lượng vội vàng giải thích, tiểu thư Khương, cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ đưa anh Tiêu về thôi. Hiện đang có một vụ án cần anh Tiêu phối hợp điều tra. Không có chuyện gì đâu, cô đừng hiểu lầm, cũng đừng lo lắng. Khương Vi Nhan nghe thấy thế mới thở phào nhẹ nhõm, hơi cúi người với Tống Hậu Lượng. Sau đó nhìn về phía sân nhỏ với vẻ mặt lo lắng. Mẹ ơi, bố sẽ không sao chứ ạ? Nana tuy còn nhỏ, nhưng lần này cô bé cũng cảm nhận được không khí trong sân nhỏ có gì đó khác lạ, nên cũng hơi lo lắng cho Tiêu Chính Văn. Khương Vi Nhan cố nặn ra nụ cười, nói con đừng lo, chắc chắn bố con sẽ không sao đâu, đó đều là bạn của bố. Tống Hậu Lượng đứng ở bên cạnh cũng không tìm được đề tài gì để nói chuyện, bèn cười khẽ một tiếng. Nói, phải đấy, chắc chắn anh Tiêu không sao đâu, tiểu thư Khương không cần lo lắng. Còn lúc này, trong sân nhỏ, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Lưu Quốc Bảo nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ mặt lạnh lùng, rót một chén trà, uống một ngụm, ung dung nói, tôi nhận lệnh của nhà họ Tần, đến xem cậu có đúng là có thực lực hay không. Nếu thực lực không đủ, thì hôm nay, cậu và cả vợ con cậu đều phải đền mạng cho Âm Sơn Tam Hổ. Nếu thực lực mạnh thì ý của gia chủ nhà họ Tần là ông ấy yêu mến tài năng, muốn chiêu mộ cậu làm việc cho nhà họ Tần. Tiêu Chính Văn khẽ cười, nhìn mười mấy người đàn ông mặc đồ luyện công xung quanh, nói có vẻ như hôm nay mà tôi không đánh vài chiêu với ông thì không ra được khỏi chỗ này nhỉ. Lưu Quốc Bảo mỉm cười, gật đầu nói, cậu nói đúng rồi đấy, vậy nên cậu chọn cái gì? Tự tử luôn ở đây hay là thử so chiêu với tôi? Nhưng hôm nay... Bất kể cậu có làm gì thì cũng phải chết ở đây.
dù gì tôi cũng đã nhận tiền của Tam Hổ trong Âm Sơn Tam Hổ. Tiêu Chính Văn nhíu mày, nói có vẻ đại sư Lưu thấy thực lực của tôi còn yếu nhỉ. Chắc chắn thắng tôi chứ gì. Lưu Quốc Bảo mỉm cười, nhìn Tiêu Chính Văn một lượt, lắc đầu đáp, này chàng trai, tôi có thể đại khái nhìn ra được thực lực của cậu, không được tốt lắm. Tuy không biết đại hổ và nhị hổ của Âm Sơn Tam Hổ chết trong tay cậu kiểu gì, nhưng tôi có thể chắc chắn một điều, hôm nay cậu sẽ chết ở đây. Dứt lời, Lưu Quốc Bảo nở nụ cười nhạt. Tiêu Chính Văn bật cười, khí thế trên người lập tức bùng phát, vô cùng lạnh lùng, anh nhìn chằm chằm Lưu Quốc Bảo với ánh mắt lạnh lẽo, hỏi ngược lại, ông nói là tôi sẽ chết ở đây sao? Sắc mặt Lưu Quốc Bảo kinh hãi, chén trà trong tay lập tức rơi xuống đất. Cái này, ông ta bị khí thế đột nhiên bùng phát trên người Tiêu Chính Văn làm cho chấn động. Khí thế mạnh quá, khủng khiếp quá. Luồng sát khí như tu la kia khiến Lưu Quốc Bảo thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào đối phương, chân cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Mười mấy người đàn ông mặc đồ luyện công màu trắng xung quanh vốn định xông lên, nhưng lại bị khí thế trên người Tiêu Chính Văn làm cho sợ hãi lùi lại, phun ra mấy ngụm máu tươi. Chứng kiến cảnh tượng này, Lưu Quốc Bảo suýt nữa hồn vía lên mây. Khí thế này đủ để khiến người ta phun máu. Đây còn là người sao? Cậu là ai? Sao cậu lại có khí thế khủng khiếp như vậy? Lưu Quốc Bảo không còn bình tĩnh được nữa, gồng hết sức mình để chống lại luồng áp lực tới từ người Tiêu Chính Văn, ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu ấp a ấp úng. Quỳ xuống. Tiêu Chính Văn tức giận hét lên, thanh thế như rồng gầm. Hai chữ đơn giản, nhưng mang theo lực sát thương khủng khiếp, khiến Lưu Quốc Bảo phịch một tiếng, lập tức quỳ xuống. Trong khoảnh khắc quỳ xuống, ông ta sững sờ cả người. Tốt xấu gì ông ta cũng có thực lực của một quân vương chuẩn hàng đầu. Vậy mà đứng trước cậu thanh niên này, ông ta còn không chống nổi hai chữ. Lưu Quốc Bảo muốn đứng dậy, nhưng hai chân cứ run lẩy bẩy, khiến ông ta không thể nào đứng lên được. Đây là sự sợ hãi đến từ tận linh hồn. Cậu, rốt cuộc cậu là ai? Thực lực mạnh như vậy, tại sao cậu lại lựa chọn ẩn mình ở một nơi nhỏ bé như nhà họ Khương? Lưu Quốc Bảo đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt vô cùng sợ hãi. Hai mắt trợn trừng. Còn Tiêu Chính Văn chắp tay sau lưng, đứng trước mặt Lưu Quốc Bảo, lạnh lùng nói, ông còn chưa có tư cách được biết tôi là ai. Hôm nay, tôi sẽ không giết ông về nói với gia chủ nhà họ Tần, nếu ông ta còn cử người đến làm phiền vợ con tôi, hoặc có bất cứ hành động nào không phải với vợ con tôi, thì Tiêu Chính Văn tôi nhất định sẽ tới tận tỉnh, khiến nhà họ Tần vĩnh viễn biến mất trên đời này. Câu nói này cực kỳ lạnh lùng. Giống như trời phạt, mang theo áp lực cực lớn. Lưu Quốc Bảo không dám thốt lên câu nào, hoàn toàn bị chấn động trước khí thế của Tiêu Chính Văn. Ông ta là đại sư Lưu ở tỉnh, còn có người nào và cảnh tượng nào mà ông ta chưa từng thấy chứ? Vậy mà hôm nay lại bị một cậu thanh niên bắt quỳ gối trong một sân nhỏ. Cút! Tiêu Chính Văn lạnh lùng quát, nhả chữ như giết người. Lưu Quốc Bảo vội vàng định đứng dậy, nhưng đầu gối cứ nhũn ra. Cuối cùng phải nhờ mấy tên đồ đệ phun máu kia dìu đỡ, mới lôi được ông ta ra khỏi sân nhỏ. Ở ngoài cổng, Khương Vi Nhan đang bế Nana, trợn mắt nhìn một đám người phun máu kéo theo đại sư Lưu lúc trước vẫn vô cùng vinh váo, chạy khỏi sân nhỏ như gặp phải ma, sau đó chuồn như bay. Tuy Tống Hậu Lượng đã đoán được kết quả này, nhưng lúc nhìn thấy Lưu Quốc Bảo được các đệ tử lôi ra ngoài, vẻ mặt anh ta vẫn kinh hãi. Nếu như anh ta không nhìn nhầm, người vừa rồi hình như là đại sư Lưu ở tỉnh. Ôi trời! Tống Hậu Lượng há hốc miệng. Còn bên này, Tiêu Chính Văn đã bước ra ngoài cổng, nhìn Khương Vi Nhan, mỉm cười dịu dàng, Vi Nhan, không sao nữa rồi. Vẻ mặt Khương Vi Nhan hoài nghi, quay đầu nhìn đám người đang bỏ chạy kia, sau đó hỏi với vẻ hơi lo lắng, anh, đánh bọn họ à? Sao bọn họ chạy như gặp phải ma thế nhỉ? Tiêu Chính Văn nhún vai, nói, anh có làm gì đâu. Chắc là tại anh nhắc đến tên của thiếu tá Hàn Lợi Dân. Khương Vi Nhan nhướng đôi lông mày lá liễu, nghi ngờ nói, thực sự là vậy sao? Tiêu Chính Văn, sao em cảm thấy trên người anh có rất nhiều chuyện mà em không biết nhỉ? Chương 284, bàn bạc. Tiêu Chính Văn cười nói, không có gì, em đừng nghĩ nhiều, vào đi. Khương Vi Nhan nhíu mày, cũng không nói thêm gì nữa mà đi vào nhà. Tiêu Chính Văn liếc nhìn Tống Hậu Lượng. Khẽ gật đầu rồi rời đi. Sau đó, Tiêu Chính Văn cũng xoay người đi vào trong. Cùng lúc này,
Đỗ Bá Đào đang trong một khách sạn 5 sao ở Tu Hà. Trong căn phòng sang trọng nhất của khách sạn, Tào Lệ Lan ngồi trên ghế sofa, vừa lau nước mắt vừa nói, chồng à, chuyện này rốt cuộc phải giải quyết thế nào đây? Chẳng lẽ Hạo Hiên phải ngồi tù thật sao? Nó mới hơn 20 tuổi thôi, nếu ngồi tù, thì chẳng phải danh tiếng sau này sẽ bị hủy hoại à? Anh phải nghĩ cách đi, Tổng Tư Lệnh Hoàng thì sao? Chẳng phải anh quen ông ta ư? Đỗ Bá Đào đứng bên cửa sổ, khoanh tay trước ngực, ánh mắt u ám, nói, được rồi, đừng khóc nữa. Tổng Tư Lệnh Hoàng đã bị người của Cục Kiểm tra Kỷ luật bắt đi điều tra rồi, bây giờ anh cũng đang nghĩ cách đây. Dù sao đây cũng là Tu Hà, không phải ở tỉnh, anh không có nhiều mối quan hệ và thế lực để tận dụng. Tào Lệ Lan nghe vậy càng khóc to hơn, trên mặt lộ ra vẻ căng thẳng, hỏi cái gì? Sao Tổng Tư Lệnh Hoàng lại bị bắt đi điều tra chứ? Vậy chúng ta sẽ bị liên lụy sao? Đỗ Bá Đào lắc đầu nói, vẫn chưa biết được. Nói xong, Đỗ Bá Đào lấy điện thoại ra gọi về tỉnh, lạnh lùng hỏi, cha ra chưa? Vì sao Tổng Tư Lệnh Hoàng lại bị bắt? Bây giờ tình hình trong tỉnh thế nào? Phản ứng của các gia tộc lớn và các công ty ra sao? Đỗ Bá Đào cũng rất lo lắng. Ông ta là chủ tịch tập đoàn Đỗ Thị ở tỉnh, không ngờ có một ngày lại thất thế như vậy. Dù sao lợi ích qua lại giữa tập đoàn Đỗ Thị và Tổng Tư Lệnh Hoàng cũng không trong sạch cho lắm. Nếu liên quan đến chuyện này thì sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của tập đoàn Đỗ Thị. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói cung kính, Chủ tịch Đỗ, tôi đã điều tra ra rồi, Phó Tổng Tư Lệnh Cục Kiểm tra Kỷ luật Tống Quốc Chí đích thân dẫn người đến bắt Tổng Tư Lệnh Hoàng. Nhưng đến bây giờ, lý do đưa Tổng Tư Lệnh Hoàng đi vẫn chưa được tiết lộ ra ngoài. Bây giờ, trong tỉnh đã trở thành một đống hỗn độn. Phản ứng của các thế gia lớn và các doanh nghiệp về cơ bản đều giống nhau, đều cắt đứt hết mọi lợi ích với nhà họ Hoàng. Hơn nữa, bây giờ Tổng Cục Thanh tra tỉnh đang ngầm sôi sục, thay đổi người. Nghe nói, Tổng Tư Lệnh mới 2 ngày nữa sẽ lên chức. E là vị Tổng Tư Lệnh Hoàng này không thoát nổi rồi, Chủ tịch Đỗ, chúng ta phải nhanh chóng có sự chuẩn bị. Nghe vậy, sắc mặt Đỗ Bá Đào tối sầm lại, hít sâu một hơi nói, được, tôi biết rồi. Cậu sắp xếp trước đi, cắt đứt hết toàn bộ sự hợp tác giữa tập đoàn Đỗ Thị và nhà họ Hoàng. Còn những chuyện khác, đợi tôi xử lý xong chuyện ở Tu Hà trở về rồi tính tiếp. Vâng thưa Chủ tịch Đỗ. Cúp điện thoại. Đỗ Bá Đào hít sâu một hơi, sắc mặt vô cùng khó coi, mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Thời gian Tổng Tư Lệnh Hoàng bị bắt đi điều tra thật quá trùng hợp. Lẽ nào là do Tổng Tư Lệnh Tống làm? Dù sao Tống Quốc Chí cũng là anh trai của Tống Hậu Lược, Đỗ Bá Đào đã từng nghe nói đến chuyện này. Nhưng tại sao Tống Quốc Chí lại làm vậy chứ? Để Tổng Tư Lệnh Hoàng không thể can thiệp vào vụ án của Hạo Hiên sao? Vậy, là vì tên Tiêu Chính Văn kia. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Đỗ Bá Đào trở nên vô cùng phức tạp. Tại sao một thằng ở rể nhà họ Khương ở Tu Hà lại có sức mạnh lớn như vậy? Có thể khiến Tổng Cục Thanh tra Tu Hà và Tổng Cục Kiểm tra Kỷ luật Tu Hà ra mặt thay Tiêu Chính Văn. Chồng à, bây giờ phải làm thế nào đây? Tào Lệ Lan vô cùng lo lắng. Ánh mắt Đỗ Bá Đào lạnh lùng, dường như đã có quyết định, nói tối nay, mở tiệc, mời vợ chồng Tiêu Chính Văn đến ăn cơm. Cái gì, anh điên rồi sao? Anh còn muốn mời bọn họ ăn cơm? Bọn họ là thủ phạm đã gài bẫy khiến con trai chúng ta bị bắt đấy. Tào Lệ Lan hét lên. Vẻ mặt không đồng ý và tức giận. Đủ rồi. Đỗ Bá Đào gầm lên, nhìn chằm chằm vào Tào Lệ Lan mắng, tính tình Hạo Hiên thế nào, người làm bố như anh còn không biết hay sao? Tất cả đều do bình thường em nuông chiều nó quá đấy. Bây giờ ở đây không phải trong tỉnh, anh cũng không có nhiều thế lực. Tổng Tư Lệnh Hoàng cũng bị bắt rồi, rất có khả năng không thoát được tội. Nếu em còn muốn con trai có thể ra tù thì phải nghe lời anh. Tào Lệ Lan khóc nức nở, em không chấp nhận, tại sao chúng ta phải mời bọn chúng ăn cơm chứ? Đỗ Bá Đào bước lên, vỗ nhẹ vào lưng Tào Lệ, ôm mụ ta vào lòng, nói, được rồi, anh không nên nổi nóng với em. Tin anh đi, anh sẽ thu xếp chuyện này. Vừa hay anh có quen biết vài ông trùm trong thế giới ngầm ở Tu Hà, anh sẽ sắp xếp bọn họ mai phục trong nhà hàng, nếu đến lúc đó vợ chồng Tiêu Chính Văn không đồng ý bãi bỏ án kiện thì đừng trách Đỗ Bá Đào này tàn nhẫn. Đúng, nếu bọn chúng không đồng ý thì đều phải chết hết, chỉ cần bọn chúng chết thì sẽ không có chứng cứ nữa. Tào Lệ Lan hung hăng nói.
nếu đã có vấn đề thì phải giải quyết người gây ra vấn đề. Con trai của bọn họ là thiếu gia của tập đoàn Đỗ Thị, tuyệt đối không thể ngồi tù được, tuyệt đối không thể treo án trên lưng được. Còn bên kia, Tiêu Chính Văn đang ở trong sân nhỏ cùng với Khương Vi Nhan. Đột nhiên anh nhận được một cuộc gọi lạ. Vừa nghe máy, tiếng cười sảng khoái của Đỗ Bá Đào vang lên từ đầu dây bên kia, cậu Tiêu, thật xin lỗi, trước đây tôi đã đắc tội với cậu rồi. Lần này tôi gọi cho cậu là muốn mời vợ chồng cậu đến Tử Trúc Lâm ăn một bữa cơm, coi như tôi xin lỗi vợ chồng cậu, mong rằng cậu có thể đưa vợ cùng đến tham dự. Tiêu Chính Văn dửng dưng nói, không cần đâu, Chủ tịch Đỗ, mọi chuyện cứ làm theo pháp luật đi. Nói xong, Tiêu Chính Văn liền cúp máy. Khương Vi Nhan bước ra khỏi phòng ngủ, hỏi ai thế? Không có gì, bố của Đỗ Hạo Hiên muốn mời chúng ta ăn cơm để xin lỗi, nhưng anh từ chối rồi, Tiêu Chính Văn nói. Khương Vi Nhan nghe vậy liền nhíu mày, lo lắng nói, Chính Văn, thật ra, chuyện này cũng không có gì đâu, nếu chúng ta đắc tội với tập đoàn Đỗ Thị, e là sẽ dẫn đến những rắc rối không cần thiết. Em lo nhà họ Đỗ sẽ trả thù chúng ta, em biết trong lòng anh đang tức giận, nhưng oan gia nên giải không nên kết, hay là chúng ta bỏ qua chuyện này đi, Đỗ Hạo Hiên là thiếu gia của tập đoàn Đỗ Thị, chúng ta đấu không nổi đâu. Nghe Khương Vi Nhan nói xong, Tiêu Chính Văn nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nói, được, nghe theo lời em. Nói xong, Tiêu Chính Văn cầm điện thoại lên, gọi lại vào số lúc nãy, tối nay chúng tôi sẽ đến đó. Được. Chúng tôi rất hoan nghênh hai vợ chồng cậu, Đỗ Bá Đào cười đáp. Buổi tối, Tiêu Chính Văn đưa Khương Vi Nhan đến Tử Trúc Lâm theo lời hẹn. Tử Trúc Lâm là khách sạn vô cùng nổi tiếng ở Tu Hà, vô cùng sang trọng xa hoa. Cách bày trí của khách sạn mang đậm chất thơ và cổ kính. Trước cửa có hàng chục chiếc xe hơi sang trọng đang đậu, bao gồm Porsche, Ferrari, Bentley và Rolls Royce. Lúc này, Tiêu Chính Văn lái chiếc xe điện vừa mua, chở Khương Vi Nhan đến cửa khách sạn. Vừa xuống xe, phía sau liền có tiếng khịt mũi khinh thường, ồ, tôi còn tưởng là ai cơ, thì ra là Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan à, sao hai người lại tới đây? Tiêu Chính Văn cau này, cùng Khương Vi Nhan quay đầu lại nhìn, thì thấy Khương Mỹ Nghiên đang khoác tay Ngô Khoan Nghiệp, bước xuống khỏi chiếc xe Porsche, đi tới với vẻ mặt chế giễu. Chương 285, kẻ nghèo hèn. Nhớ lại chuyện buổi ngày, trong lòng Khương Vi Nhan vẫn còn giận nên cô cũng lạnh lùng nhìn Khương Mỹ Nghiên. Khương Mỹ Nghiên bước đến, ánh mắt quan sát Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn từ trên xuống dưới, cười nhạt nói, sao thế, hai người cũng đến đây ăn cơm à? Ngô Khoan Nghiệp nở nụ cười châm chọc, nói, Mỹ Nghiên à, em đừng đùa nữa, sao bọn họ có thể đến đây ăn cơm được chứ? Ăn một bữa ở đây rất đắt đấy, em xem, bọn họ còn giống tới lau bàn kiếm tiền hơn. Nghe nói, nhân viên rửa bát ở đây, một tiếng kiếm được 100 tệ đấy. Khương Mỹ Nghiên làm ra vẻ kinh ngạc hô lên, thật vậy sao? Một tiếng 100 tệ luôn à? Sau đó, mắt cô ta đầy vẻ chế giễu, nhìn sang Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn rồi nói, mặc dù tôi biết hai người thiếu tiền, nhưng hai người đến rửa bát như vậy có phải là quá mất mặt nhà họ Khương rồi không? Nếu hai người thiếu tiền, hôm nay tôi có thể cho hai người về đi. Tôi và thiếu gia Ngô đã hẹn người ta ăn cơm ở đây, nếu để họ biết, nhà họ Khương chúng ta còn có người rửa bát ở đây thì sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng ăn cơm của chúng tôi đấy. Dứt lời, Khương Mỹ Nghiên lấy ra 500 tệ từ trong túi, đưa cho Khương Vi Nhan một cách kiêu ngạo, nói với giọng lạnh lùng cầm lấy rồi cút đi. Khương Vi Nhan nhìn tiền trước mắt, tức giận lên tiếng, Khương Mỹ Nghiên bọn em không phải đến rửa bát. Bọn em cũng đến đây dùng bữa. Câu nói này khiến Khương Mỹ Nghiên nhướng mày, chế giễu khinh thường, cô nói cái gì? Cô cũng đến ăn cơm à? Khương Vi Nhan, cô đừng đùa nữa, cô biết một bữa ăn ở đây bao nhiêu tiền không? Chỉ một phòng bao đã 10.000 tệ, tiền lương một tháng của cô có trả nổi tiền phòng bao không? Ngô Khoan Nghiệp cười nhạt, cũng phụ họa theo, đúng là buồn cười. Không có tiền thì đừng giả vờ giả vịt nữa. Rửa bát thì rửa bát, làm sao phải nói dối trước mặt bọn tôi chứ? Khương Vi Nhan tức đến nỗi hốc mắt rưng rưng. Lúc này Tiêu Chính Văn liếc nhìn hai người trước mặt với ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ lên tiếng, chúng tôi có đến ăn cơm hay không thì có liên quan gì đến hai người. Nếu hai người cảm thấy mất mặt thì có thể đổi chỗ. Dứt lời, Tiêu Chính Văn kéo Khương Vi Nhan xoay người đi vào trong. Điều này đã chọc tức Khương Mỹ Nghiên.
Cô ta hung hăng dậm chân, đuổi theo, chỉ vào mũi Tiêu Chính Văn, quát mắng: Tiêu Chính Văn, vừa nãy anh nói cái gì? Kêu bọn tôi đổi chỗ ư? Anh điên rồi à? Anh biết tối nay bọn tôi ăn cơm với ai không hả? Là ăn cơm cùng các đại biểu doanh nghiệp tỉnh đấy. Anh đắc tội được sao? Mau cút đi, cút khỏi Tử Trúc Lâm. Ngô Khoan Nghiệp bước qua mấy bước, cũng chửi mắng theo, không sai. Loại như các người đừng nên xuất hiện ở nơi này. Mau cút đi, tránh chướng mắt. Mà lúc này, quản lý đại sảnh của Tử Trúc Lâm cũng phát hiện tranh cãi ở bên này, liền chạy qua, hỏi thăm với vẻ mặt đầy nụ cười: Các vị, xảy ra chuyện gì thế? Quản lý Triệu, loại người không có tiền như bọn họ, làm sao có thể xuất hiện ở Tử Trúc Lâm chứ? Bảo người đuổi bọn họ ra ngoài. Khương Mỹ Nghiên giận sôi máu, vênh mặt hất hàm sai khiến, la ầm lên với quản lý Triệu kia. Quản lý Triệu quen biết Khương Mỹ Nghiên, càng quen biết với Ngô Khoan Nghiệp bên cạnh cô ta. Thiếu gia Ngô, chào anh, phòng hai người đặt đã chuẩn bị xong rồi. Quản lý Triệu lập tức bước lên một bước, thái độ vô cùng cung kính với Ngô Khoan Nghiệp. Ngô Khoan Nghiệp cũng hất cằm, gật đầu đáp một tiếng, ừ, có điều trước đó, hãy xử lý chuyện trước mắt theo ý vợ chưa cưới của tôi đã. Hai người này, không có tiền cũng dám đến Tử Trúc Lâm, há chẳng phải kéo cấp bậc của Tử Trúc Lâm xuống hay sao? Mau đuổi bọn họ ra ngoài. Quản lý Triệu lập tức cười a dua nịnh nọt, vâng, vâng vâng. Dứt lời, hắn ưỡn ngực nhìn Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn với ánh mắt lạnh tanh, nói, hai vị, vẫn mong rời khỏi Tử Trúc Lâm. Sắc mặt Khương Vi Nhan hơi ửng đỏ, cô tranh cãi, dựa vào đâu mà bảo chúng tôi rời khỏi đây? Chúng tôi cũng đến ăn cơm đấy. Quản lý Triệu cười ha ha, đánh giá cách ăn mặc của Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan từ trên xuống dưới, rất bình thường, thoạt nhìn đã biết là người dân bình thường, rồi lại nhìn phương tiện bọn vừa đến, xe điện, cũng nghèo nàn quá rồi đấy. Hắn kéo vest của mình, nói với ánh mắt kiêu ngạo, ngại quá, Tử Trúc Lâm không tiếp đãi kẻ nghèo hèn như hai vị. Kẻ nghèo hèn. Nghe câu này, mày Tiêu Chính Văn nhíu càng chặt hơn. Anh đường đường là quản lý sảnh chính của Tử Trúc Lâm, mà mắt chó coi thường người khác, mở miệng ra là bảo người khác nghèo hèn vậy sao? Tiêu Chính Văn hỏi ngược lại, ánh mắt hung tợn. Ánh mắt này dọa quản lý Triệu giật mình. Có điều, hắn cũng không để ý, mà cười ha ha đáp, đúng. Kẻ nghèo hèn như hai người không có tư cách vào Tử Trúc Lâm. Vì, đối tượng mà Tử Trúc Lâm bọn tôi phục vụ, không bao gồm kẻ nghèo hèn như hai người. Ý của anh là người nghèo không xứng ăn cơm ở đây. Người nghèo thì phải bị anh giẫm dưới chân, bị anh sỉ nhục. Tiêu Chính Văn tức giận. Vốn dĩ, anh vẫn không định làm gì. Nhưng thái độ và dáng vẻ của tên quản lý của Tử Trúc Lâm này khiến anh rất tức giận. Người nghèo có gì sai? Người nghèo thì định sẵn là nghèo cả đời sao? Có ai muốn mình nghèo đâu chứ? Tại sao phải tùy tiện gắn hai từ người nghèo này lên người của người khác? Thậm chí, còn dùng chuyện này để sỉ nhục nhân cách và tôn nghiêm của người khác. Ha ha, anh này, nếu anh không nghèo thì Tử Trúc Lâm tiếp đãi anh vào ăn cơm bất cứ lúc nào. Nhưng tôi thấy cách ăn mặc và phương tiện đi lại của hai người thì có thể nhìn ra, trên cơ bản hai người chính là thuộc loại người nghèo tiền lương cơ bản, vẫn không có tư cách tranh cãi với tôi. Tôi cũng không muốn tranh cãi với hai người. Mời hai người lập tức ra ngoài. Nếu không thì tôi gọi bảo vệ đấy. Quản lý Triệu quát lên lạnh lùng, hoàn toàn không coi Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan ra gì. Khương Mỹ Nghiên và Ngô Khoan Nghiệp ở bên cạnh, quan sát rồi cười thầm. Tiêu Chính Văn, anh cũng thật là không biết xấu hổ, người ta đã nói không hoan nghênh người nghèo như hai người rồi mà anh còn trơ mặt vào trong sao. Khương Mỹ Nghiên cười khẩy chế giễu. Ngô Khoan Nghiệp cũng lắc đầu, nói, bỏ đi, chúng ta vào trong thôi, không cần lãng phí thời gian với loại người này. Dứt lời, Ngô Khoan Nghiệp ôm Khương Mỹ Nghiên định rời đi, nhưng Khương Mỹ Nghiên lại nói với Tiêu Chính Văn, Tiêu Chính Văn, ngày 28 tháng sau là lễ kết hôn của tôi và thiếu gia Ngô, nếu tôi nhớ không nhầm thì anh đã từng nói, cũng phải kết hôn với Khương Vi Nhan vào ngày đó, còn muốn tổ chức cho cô ta một lễ cưới long trọng hơn của tôi vẫn luôn rất mong chờ đấy. Nói xong, Khương Mỹ Nghiên liếc nhìn Khương Vi Nhan với ánh mắt khiêu khích, lúc này mới xoay người, rời đi với Ngô Khoan Nghiệp. Nhìn thấy Ngô Khoan Nghiệp và Ngô Khoan Nghiệp đi xa, quản lý Triệu cũng mất kiên nhẫn, vỗ tay, gọi mấy tên bảo vệ đến, chuẩn bị đuổi Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan ra ngoài. Nhưng lúc này Tiêu Chính Văn đã lấy điện thoại ra,
gọi vào số của Đỗ Bá Đào, giọng điệu lạnh lùng nói, Chủ tịch Đỗ, ông mời tôi đến ăn cơm, tại sao quản lý của Tử Trúc Lâm lại không cho chúng tôi vào, còn muốn đuổi chúng tôi ra ngoài? Lúc này Đỗ Bá Đào đang ở trong phòng bao tốt nhất Tử Trúc Lâm, vẫn luôn chờ Tiêu Chính Văn. Nhận được điện thoại, ông ta nhíu mày, liếc nhìn Tào Lệ Lan bên cạnh, vội đáp, cậu Tiêu, cậu đợi đó, tôi ra ngoài ngay. Bên này, quản lý Triệu thấy Tiêu Chính Văn cúp điện thoại, sắc mặt cũng run rẩy, nghi ngờ hỏi, anh là khách ở phòng bao thiên tự do Chủ tịch Đỗ mời đến à? Có vấn đề gì sao? Tiêu Chính Văn hỏi ngược lại. Vẻ mặt quản lý Triệu hoảng hốt, sau đó dường như hiểu điều gì đó, hắn chế giễu, ha ha, thằng danh, cũng không biết có được thông tin của khách ở phòng bao Tử Trúc Lâm từ đâu, vậy mà lại dám giả vờ trước mặt tôi, người đâu, đuổi bọn họ ra ngoài. Còn nữa, kiểm tra kỹ túi của anh ta, túi của người phụ nữ kia cũng phải kiểm tra, tôi nghi ngờ bọn họ vào trộm đồ. Chương 286, rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt. Trong nháy mắt, mấy nhân viên bảo vệ sắn tay áo hùng hổ đi về phía Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan sợ hãi trốn sau lưng Tiêu Chính Văn, la lên, chúng tôi không phải kẻ trộm đồ, nhưng quản lý Triệu kia hoàn toàn không để ý, cười khẩy mặt đầy giễu cợt. Nói, đợi kiểm tra túi của các người thì biết có phải hay không thôi. Lúc đám bảo vệ sắp ra tay với Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn, phía sau quản lý Triệu truyền đến một tiếng quát giận dữ, dừng tay. Quản lý Triệu giật nảy mình, xoay người nhìn qua thì nhìn thấy Đỗ Bá Đào hùng hổ chạy tới, mặt đầy vẻ giận dữ. Chủ tịch Đỗ, sao ông lại ra đây? Mặt quản lý Triệu đầy nụ cười nịnh hót, bước lên đón. Đỗ Bá Đào này là một trong những cổ đông của Tử Trúc Lâm. Là một trong số ông chủ của hắn. Tử Trúc Lâm này là một chuỗi khách sạn. Cũng có chi nhánh ở thành phố khác. Hơn nữa, ông ta còn là chủ tịch của tập đoàn Đỗ Thị ở tỉnh. Bốp! Đỗ Bá Đào giơ thẳng tay lên, tức giận giáng một bạt tai lên mặt quản lý Triệu, quát mắng, hỗn xược. Ai bảo cậu đuổi cậu Tiêu và tiểu thư Khương ra ngoài hả? Cậu có biết bọn họ là khách quý tôi mời đến không? Quản lý Triệu ngỡ ngàng. Hắn che bên má đã sưng lên nhanh chóng, mặt đầy vẻ khó tin nhìn Đỗ Bá Đào, rồi lại liếc nhìn Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan. Đỗ Bá Đào trừng mắt giận dữ, sau đó quay người, nhìn hai người Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, nói cậu Tiêu, tiểu thư Khương, thật ngại quá, là tôi không chuẩn bị chu đáo, để cấp dưới đắc tội với hai người mau vào trong đi. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Đỗ Bá Đào. Nói, tôi thấy, chúng tôi không cần vào nữa. Dẫu sao ở đây không tiếp đãi người nghèo như chúng tôi vào trong chỉ khiến người khác cười nhạo thôi. Câu nói này khiến nhiệt độ không khí trong sảnh bỗng nhiên giảm xuống điểm đóng băng. Đỗ Bá Đào nghiêng đầu, ánh mắt lạnh tanh nhìn quản lý Triệu, quát mắng, quỳ xuống. Xin lỗi cậu Tiêu và tiểu thư Khương. Quản lý Triệu quỳ phịch xuống đất, nói với Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan, anh Tiêu. Tiểu thư Khương, tôi xin lỗi, là tôi mắt chó không biết nhìn người, tôi không nên cười nhạo hai người, vẫn mong anh Tiêu tha thứ cho tôi, sau này tôi cũng không dám nữa. Hừ, Tiêu Chính Văn lạnh lùng hừ một tiếng, nói, người anh xin lỗi là tôi sao? Là người nghèo trong miệng anh, người nghèo bị anh xem thường kia kìa. Hoa Quốc có thể có được cục diện và địa vị quốc tế ngày hôm nay, đều là những người nghèo trong miệng anh đã dựng lên từ một viên gạch một miếng ngói đấy. Lẽ nào, tổ tiên của anh không phải người nghèo sao? Câu nói này tựa như tiếng sấm làm chấn động cả đại sảnh. Quản lý Triệu vội dập đầu, không ngừng cầu xin. Mặt Đỗ Bá Đào cũng đầy vẻ lạnh lùng, mắng chửi, quản lý Triệu, bắt đầu từ hôm nay, cậu bị loại khỏi vị trí quản lý đại sảnh. Đến cổng làm người đón khách, học đàng hoàng cách làm sao kính trọng khách đi. Vâng, vâng, cảm ơn Chủ tịch Đỗ, cảm ơn anh Tiêu. Quản lý Triệu ra sức dập đầu. Đỗ Bá Đào cũng khẽ cười nói với Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu, tôi xử lý như vậy, cậu hài lòng chứ? Tiêu Chính Văn cũng không muốn truy cứu, anh nhìn ra được, Đỗ Bá Đào muốn bảo vệ người của mình nên dứt khoát nói, nghe theo Chủ tịch Đỗ vậy. Đỗ Bá Đào mỉm cười, vội đưa Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan đi vào phòng bao thiên tự. Trên đường, Khương Vi Nhan nhỏ giọng nói bên tai Tiêu Chính Văn, chồng này, vừa nãy anh ngầu thật đấy. Mấy câu đó của anh đúng là tuyên truyền giác ngộ. Nhưng em vẫn không hiểu lắm, tại sao Chủ tịch Đỗ lại nịnh nọt anh như vậy? Tốt xấu gì ông ta cũng là chủ tịch của tập đoàn Đỗ Thị ở tỉnh mà,
với địa vị của chúng ta, căn bản chính là một trời một vực. Tiêu Chính Văn khẽ cười, nói, em đã quên mục đích tối nay ông ta mời chúng ta đến ăn cơm rồi sao? Đây là do ông ta nhờ chúng ta, đương nhiên phải lựa ý hùa theo chúng ta thôi. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, vào trong phòng bao, mọi thứ cứ nghe theo anh. Khương Vi Nhan gật đầu. Chẳng mấy chốc, hai người đã đi vào phòng bao. Tào Lệ Lan đang chờ trong phòng bao, lúc này nhìn thấy Tiêu Chính Văn đi vào, lập tức lên đón tiếp, mặt nở nụ cười giả tạo, nói cậu Tiêu, ngại quá, chuyện ban ngày là tôi không đúng, là tôi quá sốt ruột, nói những lời không nên nói, vẫn mong cậu rộng lượng, đừng so đo tính toán với đàn bà như tôi. Tiêu Chính Văn hơi ngạc nhiên, không ngờ Tào Lệ Lan này lại xin lỗi trước. Thú vị đấy. Anh tùy ý liếc nhìn phòng bao, Đỗ Bá Đào cũng vội nói, ngồi ngồi ngồi, mọi người ngồi xuống cả đi. Mấy người cùng ngồi xuống, Đỗ Bá Đào nâng ly trước tiên, nói cậu Tiêu, tiểu thư Khương, tôi xin thay mặt cho thằng con không ra gì của tôi nhận lỗi với hai người. Dứt lời, Đỗ Bá Đào uống một hơi. Tào Lệ Lan cũng uống một hơi theo ông ta, nói tiểu thư Khương, xin lỗi cô, bình thường tôi nuông chiều thằng bé Hạo Hiên quá nên nó đã làm ra mấy chuyện hồ đồ. Vẫn mong tiểu thư Khương nể mặt người làm mẹ như tôi, đừng so đo với Hạo Hiên. Nó nhất định biết mình sai rồi, nhất định sẽ thay đổi. Mong tiểu thư Khương giơ cao đánh khẽ, bãi bỏ án kiện, đợi sau khi Hạo Hiên ra ngoài, tôi nhất định dẫn nó đích thân đến tận cửa xin lỗi tiểu thư Khương. Khương Vi Nhan hơi lo sợ. Dẫu sao, người trước mắt xin lỗi mình là chủ tịch và phu nhân của tập đoàn Đỗ Thị, cô vội đứng dậy nói, Đỗ phu nhân, tôi đồng ý với bà, nhưng... Khương Vi Nhan còn chưa nói xong, Tiêu Chính Văn đã kéo tay cô, kéo cô ngồi xuống, rồi nói, vợ à, món này khá ngon, em nếm thử xem. Khương Vi Nhan hơi nghi ngờ nhìn Tiêu Chính Văn gắp thức ăn vào bát của mình, nhỏ giọng nói, Tiêu Chính Văn, anh muốn làm gì? Tiêu Chính Văn khẽ cười, lặng lẽ viết một chữ vào lòng bàn tay Khương Vi Nhan ở dưới đáy bàn, chạy. Khương Vi Nhan sững sờ, ban đầu không hiểu ý của Tiêu Chính Văn, nhưng cô cũng không ngốc. Bỗng nhiên hiểu ra gì đó. Lúc này, Tiêu Chính Văn vẫn thản nhiên ăn thức ăn, ánh mắt nhìn hai người Đỗ Bá Đào và Tào Lệ Lan ngồi đối diện, nói chủ tịch Đỗ, nếu ông thật sự muốn xin lỗi chúng tôi, cần gì phải sắp xếp nhiều người ở phòng bao bên cạnh nhiều như vậy chứ? Nghe thấy vậy, Đỗ Bá Đào nhíu chặt mày. Sau đó, ông ta cũng không giả vờ nữa, cầm khăn tay lau miệng, sắc mặt lạnh lùng, cười nói, Tiêu Chính Văn, quả nhiên tôi nhìn nhầm cậu rồi. Không ngờ, suy nghĩ của cậu kín đáo thật, ngay cả việc tôi sắp xếp người ở phòng bao bên cạnh mà cậu cũng biết. Tôi vô cùng khâm phục năng lực phán xét này của cậu. Chỉ là không biết, làm sao cậu phát hiện được, tôi sắp xếp bí mật như vậy, coi như là con át chủ bài tối nay của tôi, không đến mức bất đắc dĩ thì tôi cũng sẽ không dùng bọn họ. Tiêu Chính Văn cười nhạt đáp, rất đơn giản, khoảnh khắc bước vào, cách cửa phòng bao mở ra một khe hở, có người nhìn chủ tịch Đỗ. Còn nháy mắt ra hiệu. Bốp bốp bốp. Đỗ Bá Đào vỗ tay, cười nói, hay đấy. Hành động nhỏ nhặt như vậy mà cậu cũng quan sát được. Bây giờ tôi rất tò mò, cậu thật sự chỉ là một thằng ở rể của nhà họ Khương thôi sao? Tiêu Chính Văn nói, ừ. Đỗ Bá Đào nhấp một ngụm rượu vang, sau đó nói, vậy tiếp theo cậu Tiêu định thế nào? Có muốn bãi bỏ án kiện con trai tôi không? Tiêu Chính Văn nhún vai nói, vốn dĩ. Tôi và vợ tôi qua đây là định bàn bạc với chủ tịch Đỗ. Nhưng nhìn thấy chủ tịch Đỗ bố trí như thế, tôi không định bàn bạc tiếp nữa. Loại người như Đỗ Hạo Hiên, có bố mẹ như hai người thì nên ở trong tù nếm chút khổ sở. Dầm. Đỗ Bá Đào giận dữ đập mạnh lên bàn, quát lên, mày là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả? Vào đây hết cho tao. Cùng với tiếng gầm thét giận dữ của Đỗ Bá Đào, cửa phòng bao bị đạp mạnh ra. Một gã đàn ông vạm vỡ dáng người dũng mãnh, toàn thân đầy sát khí, dẫn theo một đám người xông vào, gầm lên, mẹ kiếp, tên chết tiệt. Tao xem ai dám không nể mặt chủ tịch Đỗ, chính là thằng danh mày à, muốn chết sao, chương 287, cảnh tiếp theo sẽ hơi ghê rợn. Trong nháy mắt, mấy nhân viên bảo vệ sắn tay áo hùng hổ đi về phía Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan sợ hãi trốn sau lưng Tiêu Chính Văn. La lên, chúng tôi không phải kẻ trộm đồ, nhưng quản lý Triệu kia hoàn toàn không để ý, cười khẩy mặt đầy giễu cợt, nói, đợi kiểm tra túi của các người thì biết có phải hay không thôi.
Lúc đám bảo vệ sắp ra tay với Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn, phía sau quản lý Triệu truyền đến một tiếng quát giận dữ, dừng tay. Quản lý Triệu giật nảy mình, xoay người nhìn qua thì nhìn thấy Đỗ Bá Đào hùng hổ chạy tới, mặt đầy vẻ giận dữ. Chủ tịch Đỗ, sao ông lại ra đây? Mặt quản lý Triệu đầy nụ cười nịnh hót, bước lên đón. Đỗ Bá Đào này là một trong những cổ đông của Tử Trúc Lâm, là một trong số ông chủ của hắn. Tử Trúc Lâm này là một chuỗi khách sạn, cũng có chi nhánh ở thành phố khác. Hơn nữa, ông ta còn là chủ tịch của tập đoàn Đỗ Thị ở tỉnh. Bốp! Đỗ Bá Đào giơ thẳng tay lên, tức giận giáng một bạt tai lên mặt quản lý Triệu, quát mắng, hỗn xược. Ai bảo cậu đuổi cậu Tiêu và tiểu thư Khương ra ngoài hả? Cậu có biết bọn họ là khách quý tôi mời đến không? Quản lý Triệu ngỡ ngàng. Hắn che bên má đã sưng lên nhanh chóng, mặt đầy vẻ khó tin nhìn Đỗ Bá Đào, rồi lại liếc nhìn Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan. Đỗ Bá Đào trừng mắt giận dữ, sau đó quay người, nhìn hai người Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, nói cậu Tiêu, tiểu thư Khương, thật ngại quá, là tôi không chuẩn bị chu đáo, để cấp dưới đắc tội với hai người mau vào trong đi. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Đỗ Bá Đào, nói tôi thấy, chúng tôi không cần vào nữa. Dẫu sao ở đây không tiếp đãi người nghèo như chúng tôi vào trong chỉ khiến người khác cười nhạo thôi. Câu nói này khiến nhiệt độ không khí trong sảnh bỗng nhiên giảm xuống điểm đóng băng. Đỗ Bá Đào nghiêng đầu, ánh mắt lạnh tanh nhìn quản lý Triệu, quát mắng, quỳ xuống. Xin lỗi cậu Tiêu và tiểu thư Khương. Quản lý Triệu quỳ phịch xuống đất, nói với Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan, anh Tiêu, tiểu thư Khương, tôi xin lỗi, là tôi mắt chó không biết nhìn người, tôi không nên cười nhạo hai người, vẫn mong anh Tiêu tha thứ cho tôi, sau này tôi cũng không dám nữa. Hừ, Tiêu Chính Văn lạnh lùng hừ một tiếng, nói, người anh xin lỗi là tôi sao? Là người nghèo trong miệng anh, người nghèo bị anh xem thường kia kìa. Hoa Quốc có thể có được cục diện và địa vị quốc tế ngày hôm nay, đều là những người nghèo trong miệng anh đã dựng lên từ một viên gạch một miếng ngói đấy. Lẽ nào, tổ tiên của anh không phải người nghèo sao? Câu nói này tựa như tiếng sấm làm chấn động cả đại sảnh. Quản lý Triệu vội dập đầu, không ngừng cầu xin. Mặt Đỗ Bá Đào cũng đầy vẻ lạnh lùng, mắng chửi, quản lý Triệu, bắt đầu từ hôm nay, cậu bị loại khỏi vị trí quản lý đại sảnh. Đến cổng làm người đón khách, học đàng hoàng cách làm sao kính trọng khách đi. Vâng, vâng, cảm ơn Chủ tịch Đỗ, cảm ơn anh Tiêu. Quản lý Triệu ra sức dập đầu. Đỗ Bá Đào cũng khẽ cười nói với Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu, tôi xử lý như vậy, cậu hài lòng chứ? Tiêu Chính Văn cũng không muốn truy cứu, anh nhìn ra được, Đỗ Bá Đào muốn bảo vệ người của mình nên dứt khoát nói, nghe theo Chủ tịch Đỗ vậy. Đỗ Bá Đào mỉm cười, vội đưa Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan đi vào phòng bao thiên tự. Trên đường, Khương Vi Nhan nhỏ giọng nói bên tai Tiêu Chính Văn, chồng này, vừa nãy anh ngầu thật đấy, mấy câu đó của anh đúng là tuyên truyền giác ngộ. Nhưng em vẫn không hiểu lắm, tại sao Chủ tịch Đỗ lại nịnh nọt anh như vậy? Tốt xấu gì ông ta cũng là chủ tịch của tập đoàn Đỗ Thị ở tỉnh mà, với địa vị của chúng ta, căn bản chính là một trời một vực. Tiêu Chính Văn khẽ cười, nói, em đã quên mục đích tối nay ông ta mời chúng ta đến ăn cơm rồi sao? Đây là do ông ta nhờ chúng ta. Đương nhiên phải lựa ý hùa theo chúng ta thôi. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, vào trong phòng bao, mọi thứ cứ nghe theo anh. Khương Vi Nhan gật đầu. Chẳng mấy chốc, hai người đã đi vào phòng bao. Tào Lệ Lan đang chờ trong phòng bao, lúc này nhìn thấy Tiêu Chính Văn đi vào, lập tức lên đón tiếp, mặt nở nụ cười giả tạo, nói cậu Tiêu, ngại quá, chuyện ban ngày là tôi không đúng, là tôi quá sốt ruột, nói những lời không nên nói. Vẫn mong cậu rộng lượng, đừng so đo tính toán với đàn bà như tôi. Tiêu Chính Văn hơi ngạc nhiên, không ngờ Tào Lệ Lan này lại xin lỗi trước. Thú vị đấy. Anh tùy ý liếc nhìn phòng bao, Đỗ Bá Đào cũng vội nói, ngồi ngồi ngồi, mọi người ngồi xuống cả đi. Mấy người cùng ngồi xuống, Đỗ Bá Đào nâng ly trước tiên, nói cậu Tiêu, tiểu thư Khương, tôi xin thay mặt cho thằng con không ra gì của tôi nhận lỗi với hai người. Dứt lời. Đỗ Bá Đào uống một hơi. Tào Lệ Lan cũng uống một hơi theo ông ta, nói tiểu thư Khương, xin lỗi cô, bình thường tôi nuông chiều thằng bé Hạo Hiên quá nên nó đã làm ra mấy chuyện hồ đồ, vẫn mong tiểu thư Khương nể mặt người làm mẹ như tôi, đừng so đo với Hạo Hiên. Nó nhất định biết mình sai rồi,
nhất định sẽ thay đổi. Mong tiểu thư Khương giơ cao đánh khẽ, bãi bỏ án kiện, đợi sau khi Hạo Hiên ra ngoài, tôi nhất định dẫn nó đích thân đến tận cửa xin lỗi tiểu thư Khương. Khương Vi Nhan hơi lo sợ. Dẫu sao, người trước mắt xin lỗi mình là chủ tịch và phu nhân của tập đoàn Đỗ Thị, cô vội đứng dậy nói, Đỗ phu nhân, tôi đồng ý với bà, nhưng... Khương Vi Nhan còn chưa nói xong, Tiêu Chính Văn đã kéo tay cô, kéo cô ngồi xuống, rồi nói, vợ à, món này khá ngon, em nếm thử xem. Khương Vi Nhan hơi nghi ngờ nhìn Tiêu Chính Văn gắp thức ăn vào bát của mình, nhỏ giọng nói, Tiêu Chính Văn, anh muốn làm gì? Tiêu Chính Văn khẽ cười, lặng lẽ viết một chữ vào lòng bàn tay Khương Vi Nhan ở dưới đáy bàn, chạy. Khương Vi Nhan sững sờ, ban đầu không hiểu ý của Tiêu Chính Văn, nhưng cô cũng không ngốc, bỗng nhiên hiểu ra gì đó. Lúc này, Tiêu Chính Văn vẫn thản nhiên ăn thức ăn, ánh mắt nhìn hai người Đỗ Bá Đào và Tào Lệ Lan ngồi đối diện, nói Chủ tịch Đỗ, nếu ông thật sự muốn xin lỗi chúng tôi, cần gì phải sắp xếp nhiều người ở phòng bao bên cạnh nhiều như vậy chứ? Nghe thấy vậy, Đỗ Bá Đào nhíu chặt mày. Sau đó, ông ta cũng không giả vờ nữa, cầm khăn tay lau miệng, sắc mặt lạnh lùng, cười nói, Tiêu Chính Văn, quả nhiên tôi nhìn nhầm cậu rồi, không ngờ, suy nghĩ của cậu kín đáo thật, ngay cả việc tôi sắp xếp người ở phòng bao bên cạnh mà cậu cũng biết. Tôi vô cùng khâm phục năng lực phán xét này của cậu. Chỉ là không biết, làm sao cậu phát hiện được, tôi sắp xếp bí mật như vậy, coi như là con át chủ bài tối nay của tôi. Không đến mức bất đắc dĩ thì tôi cũng sẽ không dùng bọn họ. Tiêu Chính Văn cười nhạt đáp, rất đơn giản, khoảnh khắc bước vào, cách cửa phòng bao mở ra một khe hở, có người nhìn Chủ tịch Đỗ, còn nháy mắt ra hiệu. Bốp bốp bốp, Đỗ Bá Đào vỗ tay, cười nói, hay đấy. Hành động nhỏ nhặt như vậy mà cậu cũng quan sát được, bây giờ tôi rất tò mò, cậu thật sự chỉ là một thằng ở rể của nhà họ Khương thôi sao? Tiêu Chính Văn nói, ừ. Đỗ Bá Đào nhấp một ngụm rượu vang, sau đó nói, vậy tiếp theo cậu Tiêu định thế nào? Có muốn bãi bỏ án kiện con trai tôi không? Tiêu Chính Văn nhún vai nói, vốn dĩ, tôi và vợ tôi qua đây là định bàn bạc với Chủ tịch Đỗ. Nhưng nhìn thấy Chủ tịch Đỗ bố trí như thế, tôi không định bàn bạc tiếp nữa. Loại người như Đỗ Hạo Hiên, có bố mẹ như hai người thì nên ở trong tù nếm chút khổ sở. Dầm! Đỗ Bá Đào giận dữ đập mạnh lên bàn. Quát lên, mày là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả? Vào đây hết cho tao. Cùng với tiếng gầm thét giận dữ của Đỗ Bá Đào, cửa phòng bao bị đạp mạnh ra. Một gã đàn ông vạm vỡ dáng người dũng mãnh, toàn thân đầy sát khí, dẫn theo một đám người xông vào, gầm lên, mẹ kiếp, tên chết tiệt. Tao xem ai dám không nể mặt Chủ tịch Đỗ, chính là thằng danh mày à, muốn chết sao? Chương 288, ai sẽ bị dìm xuống sông? Mặc dù Khương Vi Nhan rất lo lắng nhưng vẫn nghe lời anh nhắm mắt lại. Sau đó Tiêu Chính Văn nghiêng người, dao găm của ba gã đó đang định đâm vào ngực Tiêu Chính Văn lại đâm phải vào không trung. Sau đó, rắc, Tiêu Chính Văn bắt lấy cánh tay của ba người, dùng sức bẻ thành cong 90 độ, bẻ gãy hết toàn bộ. A a a, cánh tay của tôi, gãy rồi. Ba người lập tức hét lên mấy tiếng thảm thiết. Còn chưa phản ứng lại sau cơn đau thì đã bị Tiêu Chính Văn đứng thẳng dậy đá văng ra xa. Rầm rầm rầm. Cả ba người đều bị văng lộn ngược đập mạnh vào bức tường sau lưng. Cả bức tường xuất hiện ba dấu hình người. Thấy cảnh tượng này, mười mấy tên xăm sổ còn lại bỗng tức giận giống lên rồi đồng loạt xông đến. Giết hắn. Có mấy tên trong đó còn nắm chặt dao găm đâm về phía Khương Vi Nhan đang đứng một bên. Tiêu Chính Văn nhướng mày. Trên người bỗng toát ra sát khí làm chấn động cả phòng. Anh giơ tay lên, một tay cầm cái khay tròn trên bàn lên sau đó ném sang. Cái khay tròn cực lớn đó đập mạnh vào 5-6 người làm chúng mất thăng bằng ngã xuống. 5-6 tên đó đều có cảm giác phần xương ngực của mình đều bị gãy hết. Chúng cũng phun ra mấy ngụm máu, nằm trên mặt đất rên rỉ. Có người còn ngất xỉu luôn. Cùng lúc đó... Tiêu Chính Văn nghiêng người lao ra nắm lấy cổ tay một gã đàn ông xăm trổ, bẻ gãy cánh tay gã, sau đó bắt lấy dao găm rơi khỏi tay gã rồi vung tay một phát. Cạch! Con dao găm đó bị Tiêu Chính Văn ném ra như ném một viên đạn pháo sắp nổ, ngay tức khắc đâm vào cổ hai gã đàn ông xăm mình đang chạy về phía Khương Vi Nhan. Phụt! Máu bắn tung tóe. Hai gã đó trợn hai mắt che cái cổ đầy máu của mình, cho đến khi chết vẫn không rõ Tiêu Chính Văn ra tay thế nào.
hai gã đó ngã gục xuống vũng máu, chết trong tình trạng rất khủng khiếp. Vua Bắc Lương ra tay chưa bao giờ để lại đường sống cho ai. Chỉ trong chốc lát, cả căn phòng bao trùm trong chết chóc. Đỗ Bá Đào đờ đẫn nhìn cảnh tượng trước mắt. Chuyện này, chưa đến một phút mà một nửa trong số mười mấy người cao to mình mang đến đã ngã xuống hết rồi. Đỗ Bá Đào nổi giận, đôi mắt đỏ ngầu chỉ vào Tiêu Chính Văn, tức giận hét lên với 7-8 gã đàn ông còn lại, giết cậu ta. Lập tức giết chết cậu ta, tôi trả thêm 1 triệu tệ. Vừa nghe đến được trả thêm 1 triệu tệ, 7-8 người đó như được tiêm chất kích thích hét lên rồi lao đến. Đi chết đi, 1 triệu tệ này là của bọn tao. Thế nhưng Tiêu Chính Văn lại nhếch môi, anh lắc người, nhấc chân lên. Dầm. Bỗng chốc 7-8 người này đều cảm nhận được mặt, ngực và bụng của mình như bị xe tải trọng tải cán qua đều văng ra ngoài, phun ra mấy ngụm máu. Dầm dầm dầm. 7-8 người này văng ra tứ phía, có người đập người vào làm vỡ bàn trà, có người đập vỡ kính rơi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Tiêu Chính Văn và Đỗ Bá Đào. Tào Lệ Lan đã sợ ngồi phịch xuống ghế trợn mắt, há hốc mồm kinh khủng quá. Đỗ Bá Đào hoảng hốt. Loại võ công và sức mạnh này khiến người ta tê cả da đầu. Sau đó trong ánh mắt kinh hãi và hoảng sợ của ông ta, Tiêu Chính Văn bước đến như thần chết. Anh giơ tay lên bóp cổ Đỗ Bá Đào, nhấc cả người ông ta lên lạnh lùng nói, Chủ tịch Đỗ, giờ ông nghi ai sẽ là người sẽ bị dìm xuống sông. Chương 289, điều động người ở tỉnh đến. Lúc này Đỗ Bá Đào bị Tiêu Chính Văn nắm cổ xách lên run lẩy bẩy, sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Mặt ông ta dần đỏ bừng, hô hấp cũng trở nên khó khăn, khàn giọng nói, Tiêu Chính Văn, cậu buông tay ra. Tôi là chủ tịch tập đoàn Đỗ Thị, tốt nhất cậu nên biết rõ địa vị và thế lực ở tỉnh của tôi. Nếu đắc tội với tôi, kết cục của cậu và vợ con cậu sẽ rất thê thảm. Lúc này thấy chồng mình bị người ta xách cổ lên, Tào Lệ Lan ở một bên cũng khiếp sợ nhưng sau đó mụ ta vung tay cua chân lao đến, xô đẩy và cào xé Tiêu Chính Văn mắng, buông chồng tao ra. Mày đúng là đồ không biết tốt xấu, tập đoàn Đỗ Thị bọn tao là tập đoàn lớn mấy chục tỷ tệ. Kẻ nghèo hèn dưới đáy xã hội như mày mà cũng dám đắc tội với nhà tao à? Không muốn sống nữa sao? Ồn ào quá! Tiêu Chính Văn nhíu mày, cả người toát ra sự lạnh lẽo. Anh giơ tay lên tát Tào Lan Lệ một bạt tai khiến mụ ta xoay mấy vòng rồi ngã xuống đất. Cái tát này đánh cho Tào Lan Lệ ngơ ngác, cũng khiến mụ ta sợ hãi. Mụ ta nhìn mười mấy người nằm trên đất đó, có người chết rất thảm, đa số đều bị gãy tay gãy chân, không ngừng nôn ra máu. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Đỗ Bá Đào cảnh cáo, Chủ tịch Đỗ, con người tôi cũng có giới hạn, tôi mong ông tốt nhất đừng làm chuyện gì để mình phải hối hận. Chuyện tối nay là một lời cảnh cáo dành cho ông, mọi chuyện của Đỗ Hạo Hiên sẽ được xử lý theo luật pháp của Tu Hà. Nếu ông muốn con trai mình được thả ra thì phải nghiêm túc xin lỗi đàng hoàng. Cầu xin vợ tôi tha thứ chứ không phải dùng mấy thủ đoạn dơ bẩn này. Dứt lời, Tiêu Chính Văn buông tay ra, Đỗ Bá Đào thở hổn hển ngã ngồi trên mặt đất xoa cổ mình, mặt đỏ bừng, sợ hãi nhìn Tiêu Chính Văn. Khoảnh khắc đó, ông ta cảm nhận được sát khí cực mạnh trên người Tiêu Chính Văn. Dường như chỉ cần Tiêu Chính Văn muốn thì cậu ta có thể giết mình ngay. Chồng à, anh không sao chứ? Tào Lệ Lan vội vã bỏ đến cạnh Đỗ Bá Đào tựa vào người ông ta. Hoảng sợ hỏi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đỗ Bá Đào nhướng mày đứng lên, lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn đang chuẩn bị đưa Khương Vi Nhan đi, hung ác hét lên, Tiêu Chính Văn, Đỗ Bá Đào tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện tối nay đâu. Cậu tha cho tôi không có nghĩa là tôi sẽ tha cho cậu. Đắc tội với tập đoàn Đỗ Thị, cậu, vợ con cậu và cả nhà họ Khương đều phải bị tập đoàn Đỗ Thị truy sát ngăn chặn sự phát triển. Đỗ Bá Đào tức giận nói. Hơn 20 năm, từ lúc ông ta bước vào xã hội đến nay chưa từng phải chịu nỗi nhục lớn như vậy. Tức không chịu được. Tiêu Chính Văn ôm bả vai Khương Vi Nhan dừng ngay ở cửa, bình thản để lại một câu cứ tự nhiên. Sau đó anh đưa Khương Vi Nhan rời đi. Ra khỏi Tử Trúc Lâm thì gặp phải quản lý Triệu Kính Cẩn đứng ở cửa. Quản lý Triệu xu nịnh và khiêm nhường nói, kính chào anh Tiêu và tiểu thư Khương. Tiêu Chính Văn lạnh lùng liếc nhìn hắn rồi lái xe điện chở Khương Vi Nhan rời khỏi Tử Trúc Lâm. Không lâu sau, Đỗ Bá Đào tức giận chạy ra khỏi Tử Trúc Lâm gọi một cuộc điện thoại, trong vòng 3 ngày, tôi muốn ngăn chặn sự phát triển của công ty nhà họ Khương ở Tu Hà bằng mọi mối quan hệ. Ngoài ra,
liên lạc với Lưu Thiên Bằng của thế lực ngầm ở tỉnh, bảo cậu ta dẫn theo mấy trăm người đến đây, phải là những người có thủ đoạn tàn độc nhất, đừng tìm mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ. Còn nữa, mời hết 4 vị binh vương cấp 4 sao của tập đoàn Đỗ Thị đến Tu Hà. Đầu bên kia điện thoại là trợ lý ở tỉnh của Đỗ Bá Đào, lúc này hắn run rẩy hỏi, chủ tịch, đã xảy ra chuyện gì ạ? Muốn làm lớn như vậy, công ty nhà họ Khương ở Tu Hà có xung đột lợi ích với công ty chúng ta sao? Đỗ Bá Đào lạnh giọng quát, cậu đừng hỏi nhiều, cứ làm theo là được. Tôi phải làm cho Tu Hà này không còn nhà họ Khương nữa. Cúp điện thoại, ánh mắt Đỗ Bá Đào sắc lẹm nhìn chằm chằm bóng dáng đã rời đi của Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan. Bên này, Tiêu Chính Văn chở Khương Vi Nhan về nhà. Vừa xuống xe, Khương Vi Nhan lo lắng hỏi, Tiêu Chính Văn, em biết anh rất mạnh nhưng tối nay anh làm vậy hơi quá. Nếu chủ tịch Đỗ truy cứu chuyện này, chẳng phải chúng ta đắc tội với cả tập đoàn Đỗ thì sao? Nếu ông ta muốn đối phó với chúng ta thì chúng ta phải làm sao? Mắt Khương Vi Nhan đỏ bừng, cảm thấy mình thật yếu đuối. Dù sao những gì cô sắp phải đối mặt là sự trả thù của tập đoàn Đỗ Thị ở tỉnh. Tiêu Chính Văn dịu dàng xoa đầu Khương Vi Nhan cười nói, em cứ yên tâm đi, anh tự biết sắp xếp. Hơn nữa, nơi này là Tu Hà không phải ở tỉnh, tập đoàn Đỗ Thị có giỏi đến mức nào cũng có thể làm được chuyện to tát gì ở Tu Hà chứ. Khương Vi Nhan còn muốn nói gì đó nhưng thấy Tiêu Chính Văn bình tĩnh như vậy, cô cũng đành bất lực thở dài. Về đến nhà, chơi với Nana một hồi, Tiêu Chính Văn lấy một tấm thẻ ngân hàng ra đưa cho Khương Vi Nhan nói, đây là tiền lương ứng trước của ông chủ bọn anh, 250.000 tệ. Ngày mai em lấy đi làm thủ tục nhập học cho Nana đi. Lúc này Khương Vi Nhan đang đọc tài liệu về dự án hợp tác 200 triệu tệ của anh Bạch trong phòng ngủ. Nhìn thấy thẻ ngân hàng trong tay Tiêu Chính Văn, cô cũng vui vẻ, kích động nói, ông chủ các anh thật sự cho ứng trước tiền lương 2 năm à? Tiêu Chính Văn cười nói, ừ. Khương Vi Nhan nhìn thẻ ngân hàng, mắt hơi ngấn lệ. Cô bỗng ôm chầm lấy Tiêu Chính Văn vừa khóc vừa nói, Tiêu Chính Văn, cảm ơn anh. Tiêu Chính Văn cũng ngây người, nhất thời không biết nên làm sao nhưng sau đó anh khẽ ôm Khương Vi Nhan nói, cảm ơn anh làm gì, Na Na cũng là con gái anh mà. Ôm một lúc, Khương Vi Nhan bỗng buông Tiêu Chính Văn ra rồi lau nước mắt nói, Tiêu Chính Văn, ngày mai em muốn nhờ anh đưa Nana đến trường làm thủ tục nhập học vì em vẫn còn rất nhiều việc cần xử lý ở công ty. Được, không thành vấn đề. Tiêu Chính Văn đồng ý ngay lập tức, ngày hôm sau. Sau khi ăn sáng xong, Khương Vi Nhan vội vã đi làm. Tiêu Chính Văn đeo cái cặp công chúa màu hồng mới mua cho Nana, sau đó lái chiếc xe điện chở Nana đến cổng trường học quý tộc Hoàng gia Tân Nhã. Trước cổng trường toàn là những chiếc xe hạng sang. Xe hạng thấp nhất cũng là chiếc mấy triệu như Porsche, còn có Mercedes-Benz, Big, Bentley và mấy chiếc gần 10 triệu như Rolls-Royce. Lúc này, Tiêu Chính Văn đỗ chiếc xe đạp điện ngay tại cổng trường đã nhanh chóng gây sự chú ý. Nhưng Tiêu Chính Văn không quan tâm mà đỗ xe điện ở giữa hàng chục chiếc xe hạng sang, sau đó ôm Nana vừa nói vừa cười đi đến phòng giáo vụ của trường. Lúc đến anh đã gọi điện thoại cho trường nói đến thẳng phòng giáo vụ để làm hồ sơ nhập học. Lúc này chủ nhiệm phòng giáo vụ và mấy giáo viên cũng ngóng chờ Tiêu Chính Văn đến. Trong mắt họ, những người có thể trả nổi tiền học phí cho con học ở trường quý tộc Hoàng gia Tân Nhã đều không phải là gia đình bình thường. Cho nên sáng sớm họ đã chuẩn bị lễ đón mừng, tất cả đều đợi ở trước cửa phòng giáo vụ. Lúc này chủ nhiệm Vương phòng giáo vụ nhìn thấy Tiêu Chính Văn đang ôm con đi đến cũng nhíu mày, vẻ mặt kích động lập tức biến mất. Thầy Lý cao gầy bên cạnh cũng đẩy kính ngạc nhiên nói, chủ nhiệm, không phải là học sinh mới đến làm thủ tục nhập học chứ? Cũng bình thường quá vậy, tôi thấy hình như còn lái xe điện đến, hơn nữa nhìn thế nào cũng thấy họ ăn mặc rất bình thường, sẽ không nhầm chứ? Chương 290, con nhà nghèo. Chủ nhiệm Vương cũng nhíu mày nói, được rồi, đừng đoán nữa. Thầy Lý, cậu đi làm thủ tục nhập học cho họ đi, tôi còn việc đi trước đây. Dứt lời. Chủ nhiệm Vương không quay đầu lại mà đi thẳng đến phòng dạy học. Mẹ kiếp! Xui xẻo! Sáng sớm mình đã chuẩn bị kỹ như vậy mà không ngờ lại đợi phải gia đình này. Chủ nhiệm Vương sắp tức bùng nổ. Trường học quý tộc Hoàng gia Tân Nhã không phải không có con nhà bình thường, học phí một năm ở đây hơn 200.000 tệ. Nhưng dù người ta là con nhà bình thường thì tốt xấu gì cũng có một chiếc BMW, Benz, Audi.
Còn, đây là lần đầu tiên ông ta thấy có người lái chiếc xe quèn đến. Lý Trạch Khải rất khó xử, hắn đẩy gọng kính lên, nụ cười trên mặt cũng biến mất. Tiêu Chính Văn ôm Nana đi đến trước mặt họ hỏi, cho tôi hỏi ai là chủ nhiệm Vương. Lý Trạch Khải hờ hững nói, cậu là Tiêu Chính Văn phụ huynh của Tiêu Nana phải không? Tiêu Chính Văn đáp, vâng, là tôi. Lý Trạch Khải đánh giá Tiêu Chính Văn sau đó nhíu mày lẩm bẩm, nghèo như vậy, chỉ lái xe quen mà cũng dám cho con đi học trường quý tộc Hoàng gia Tân Nhã. Tuy giọng hắn không lớn nhưng hai giáo viên ở đó, Tiêu Chính Văn và Nana đều nghe thấy. Sắc mặt Tiêu Chính Văn lập tức trở nên u ám. Nhưng ngày đầu tiên Nana nhập học, anh không muốn tranh cãi với giáo viên để không ảnh hưởng đến cuộc sống ở trường của Nana. Lý Trạch Khải cũng nói, chủ nhiệm Vương có việc đột xuất nên đã đi trước, tôi sẽ tiếp cậu. Cậu gọi tôi là thầy Lý được rồi, cậu đi làm thủ tục nhập học với tôi. Tiêu Chính Văn gật đầu rồi đi theo Lý Trạch Khải đến phòng dạy học. Vừa bước đến cửa đã thấy phòng dạy học được bài trí rất hoành tráng xa hoa. Sau khi đi vào, Lý Trạch Khải lạnh lùng nói với người đằng sau, còn ngây ra đó làm gì? Không mau gỡ xuống, để đó chướng mắt lắm. Vâng vâng vâng. Một thầy giáo khác vội vàng dọn sạch băng rôn xung quanh và đồ ăn vặt các thứ. Tiêu Chính Văn cũng nhíu mày, Nana được anh dắt ngửa đầu lên, tủi thân nói, bố. Nana không muốn đi học, Tiêu Chính Văn khẽ cười, anh ngồi xổm xuống xoa đầu Nana nói, không sao, Nana ngoan. Sau đó là quy trình xử lý hồ sơ nhập học. Lúc nhìn thấy mục công việc của phụ huynh, sắc mặt Lý Trạch Khải càng u ám hơn. Bố là vệ sĩ, mẹ là giám đốc nhỏ trong công ty, lương một tháng của hai người cộng lại chưa đến 20.000 tệ. Thế mà cũng dám cho con học ở trường quý tộc Hoàng gia Tân Nhã. Thấy vậy Lý Trạch Khải hết sức mệt mỏi, thầm thở dài, hai, em học sinh này có phụ huynh như vậy thì chẳng kiếm được chút lợi lộc nào. Trước đây trường học có thể lợi dụng học sinh để kiếm chút tiền từ bố mẹ của mấy học sinh nhà giàu nhằm đầu tư xây dựng trường. Chẳng hạn như sân chơi thể thao của trường, thiết bị giải trí, ký túc xá v.v. Rất nhiều cơ sở vật chất đều do bố mẹ của các học sinh làm ông chủ quyên tặng, không cần nhà trường phải bỏ tiền ra. Vì càng quyên tặng nhiều thì con họ mới dễ dàng được đối xử như con cưng ở trường. Vậy bố mẹ thì sao? Họ sẽ càng có thể diện trước mặt những phụ huynh của các cậu ấm, cô chiêu sinh ra đã ngậm thìa vàng. Thậm chí một số phụ huynh còn coi việc đưa con mình đến học ở đây là một bước đệm để mở rộng mối quan hệ cá nhân và sự nghiệp. Bởi vì họ có thể quen được những bậc phụ huynh có tiền có quyền khác từ ngôi trường quý tộc này. Cậu Tiêu, tôi phải nhắc nhở cậu một câu. Học phí ở trường học quý tộc Hoàng gia Tân Nhã chúng tôi thật sự rất đắt, tiền lương của cậu và vợ cậu cộng lại chưa đến 20.000 tệ, học phí một năm của bọn nhỏ là 250.000 tệ. Hai người làm sao nộp học phí cho con được, sao có thể đảm bảo sau này đứa nhỏ được ăn học ở trường? Lý Trạch Khải tỏ vẻ lo lắng. Hắn không phải lo lắng cho Tiêu Chính Văn mà đang lo lắng không biết mình nên kiếm tiền từ Tiêu Chính Văn bằng cách nào. Cậu phải biết là học phí 250.000 tệ của trường học quý tộc Hoàng gia Tân Nhã chúng tôi chưa bao gồm tiền ăn, tiền dùng trong trường của đứa nhỏ, Lý Trạch Khải nói. Tiêu Chính Văn xem như đã hiểu, thờ ơ hỏi, vậy phải cần bao nhiêu? 50.000 tệ. Lý Trạch Khải nói, đây là con số thấp nhất. Tiêu Chính Văn gật đầu nói, 50.000 tệ, không nhiều, ngày mai tôi sẽ chuyển cho anh. Lý Trạch Khải thở dài nhưng cũng không nói gì thêm mà đóng dấu lên hồ sơ. Sau đó, Lý Trạch Khải dẫn Tiêu Chính Văn và Nana đến một lớp học. Sau khi gõ cửa lớp học, Lý Trạch Khải nói với cô giáo đang dạy trong lớp, cô Tô, học sinh mới vừa nhập học hôm nay được sắp xếp vào lớp của cô. Giáo viên nữ Tô Uyển mặc một bộ váy màu trắng, trang điểm rất nhẹ, đường nét thanh tú, làn da trắng ngần, dáng người thon thả, buộc tóc đuôi ngựa. Khi thấy Nana đứng ngoài cửa, cô ta dịu dàng nở nụ cười vẫy tay với Nana, bạn nhỏ, vào đây. Nana ngẩng đầu nhìn Tiêu Chính Văn khẽ nói, đi đi, vào với cô giáo đi. Nana gật đầu vui vẻ đi vào trong, dù cô bé hơi nhút nhát nhưng vẫn can đảm đứng trước mặt tất cả học sinh. Lý Trạch Khải trìu mến nhìn Tô Uyển nói, vậy làm phiền cô Tô rồi. Tô Uyển cười nói, không sao. Lý Trạch Khải cũng không làm phiền việc dạy học nữa mà xoay người dẫn Tiêu Chính Văn đi khỏi lớp. Nana vẫy tay với Tiêu Chính Văn đang rời đi, tạm biệt bố. Tiêu Chính Văn cũng mỉm cười vẫy tay với Nana, tối bố sẽ đến đón con.
Sau khi Tiêu Chính Văn đi khuất bóng, Tô Uyển dịu dàng nhìn Na Na nói, con tên là Na Na à? Na Na gật đầu nói, con tên là Tiêu Na Na, bố con là Tiêu Chính Văn, là một vệ sĩ. Ha ha ha! Ngay lập tức, hơn 20 đứa trẻ 4-5 tuổi bên dưới cười phá lên. Các cậu có nghe thấy gì không? Bố cậu ta là vệ sĩ đấy. Ha ha ha, bố tôi cũng có mấy vệ sĩ, ngày nào cũng bị bố tôi mắng là đầu heo, là vô dụng. Vậy bố cậu ta là đầu heo, vô dụng rồi, vậy nó là đầu heo nhỏ, mấy đứa trẻ 4-5 tuổi này chẳng có ý xấu gì, chỉ đơn thuần nghĩ bố Na Na rất bình thường, rất buồn cười. Sắc mặt Na Na hơi xám xịt cắn đôi môi nhỏ, hai tay bấu chặt dây đeo cặp hét lên với đám trẻ cười nhạo cô bé và Tiêu Chính Văn, bố tôi không phải là đầu heo. Bố là anh hùng, là siêu nhân. Hừ, bố cậu là anh hùng, siêu nhân à. Cậu nói linh tinh, bố cậu chính là đầu heo, làm vệ sĩ cho người khác đều là rác rưởi. Lúc này một cậu bé mặc đồ vest kiêu ngạo đứng dậy chỉ vào Na Na nói, buổi sáng tôi đã thấy cậu, bố cậu lái chiếc xe quèn chở cậu đến. Cậu có biết bố tôi đi xe gì không? Bentley hơn 4 triệu tệ đấy. Bố tôi nói những người lái xe quèn đều là lũ nhà nghèo. Cậu chính là con nhà nghèo, cậu không xứng học chung một lớp với chúng tôi. Đúng, tôi cũng từng thấy cậu ta, bố cậu ta lái xe quèn chở cậu ta đến. Cậu ta chính là con nhà nghèo. Lúc này một cô bé mặc váy công chúa màu hồng khác cũng đứng dậy, kiêu ngạo chỉ vào Na Na mắng. Con nhà nghèo, con nhà nghèo. Con nhà nghèo. Bỗng chốc 20 mấy học sinh trong lớp học cùng hô lớn, con nhà nghèo. Na Na hết sức tức giận, cảm thấy rất oan ức, mắt cô bé đã ngấn nước, gắng sức hét lên, tôi không phải. Tôi không phải con nhà nghèo, bố tôi rất lợi hại. Bố tôi đã mua một trung tâm mua sắm, còn đánh gục mười mấy kẻ xấu, quen với người giàu nhất Tu Hà, rất nhiều anh trai binh lính và các chú lính tuần tra, chương 291, tôi không nói dối. Cậu nói bậy, cậu khoác lác. Một cậu bé lập tức nói, bố cậu mà mua được trung tâm mua sắm à, cậu khoác lác. Cậu chính là kẻ nói dối. Na Na vội nói, tôi không nói dối. Đánh cậu ta là kẻ nói dối. Cậu bé đó vừa hét lớn vừa cầm đồ trong tay ném lên người Na Na. Sau đó hơn 20 học sinh cùng lấy đồ dùng học tập, cọ bút, cặp sách ném vào Na Na. Thấy tình hình không ổn. Tô Uyển lập tức bảo vệ Na Na dẫn cô bé ra khỏi lớp. Cô ta cũng không đắc tội nổi với cái đám thiếu gia, tiểu thư nhà giàu này. Na Na đứng ngoài lớp học tủi thân rơi nước mắt. Tô Uyển ngồi xổm xuống lau nước mắt cho cô bé, quan tâm hỏi, Na Na, con không sao chứ? Na Na bĩu môi, khóc hù hù nói, cô Tô, Na Na không nói dối, Na Na không phải đầu heo, cũng không phải kẻ lừa bịp, bố cũng không phải. Tô Uyển thở dài, thầm oán hận Tiêu Chính Văn. Anh ta làm bố thế nào vậy, ngày thường đều dùng mấy thứ này để gạt trẻ con sao? Cái gì mà mua trung tâm mua sắm? Tô Uyển nghĩ chắc chắn Tiêu Chính Văn đi trung tâm mua sắm với ông chủ, sau đó về nhà khoác lác với Na Na nói là trung tâm mua sắm mình mua. Cái gì mà từng gặp người giàu nhất Tu Hà? Mấy nhân vật tầm cỡ giàu nhất Tu Hà là người mà nhân vật nhỏ bé như anh ta có thể nói gặp là gặp được sao? Rốt cuộc phụ huynh của Na Na làm sao vậy? Sao có thể dạy cho trẻ nhỏ mấy thứ này chứ? Tô Uyển lo lắng, trước tiên cô ta để Na Na đợi bên ngoài, sau đó vào lớp nói rất nhiều thứ với mấy thiếu gia, tiểu thư này mới dỗ được bọn chúng. Cái đám thiếu gia, tiểu thư 4-5 tuổi này đều là cục cưng cục vàng cục bạc của mấy nhà có tiền, có quyền ở Tu Hà. Nếu giải quyết không ổn thì Tô Uyển sẽ phải khăn gói đi khỏi trường. Sau đó Tô Uyển lại dẫn Na Na vào lớp, sắp xếp cho cô bé ngồi vào góc cuối lớp. Vì Na Na là người đến muộn nhất nên chỉ còn chỗ ngồi đó. Đến lúc tan học buổi tối, Tô Uyển vỗ tay nói với 20 mấy đứa trẻ, hôm nay cô giao cho các con một nhiệm vụ. Ngày mai nhà trường sẽ tổ chức họp giao lưu phụ huynh nên các con về nhà nói với bố mẹ ngày mai nhất định phải có một người đến trường, hiểu chưa? Vâng ạ. 20 mấy đứa trẻ đều chắp tay lại đồng thanh đáp. Chỉ có Na Na ngồi trong góc, ánh mắt hiện lên chút cô đơn buồn tủi. Được rồi. Tan học thôi, các con xếp hàng từng người một đi ra ngoài. Tô Uyển đứng ở cửa lớp đếm từng đứa một. Người cuối cùng đi ra là Na Na, Tô Uyển nhận ra tâm trạng của cô bé không tốt nên ngồi xổm xuống chỉnh lại cặp cho cô bé nói, Na Na, con có nhớ những gì cô nói không? Ngày mai nói bố hoặc mẹ con đến trường học phụ huynh nhé.
Nana gật đầu không nói gì, cúi đầu đi ra khỏi lớp học. Nhìn bóng dáng nhỏ bé của Nana, Tô Uyển bất lực lắc đầu thở dài. Cô không biết bây giờ Nana đang nghĩ gì. Nhưng Nana còn chưa đi được bao xa thì bị 8-7 đứa trẻ chặn đường. Dẫn đầu chính là cậu bé mặc đồ vest mắng Nana trong lớp, cậu ta khoanh tay trước ngực, kiêu ngạo chỉ vào Nana nói, đồ lừa bịp, ngày mai là họp phụ huynh đấy, chẳng phải cậu nói bố cậu mua được trung tâm mua sắm, còn quen với người giàu nhất Tu Hà sao? Vậy được, ngày mai bọn tôi muốn xem bố cậu lái xe gì đến. Nếu vẫn là chiếc xe quèn kia thì bọn tôi sẽ đánh cậu. Nói xong cậu bé đó đẩy mạnh Nana làm cô bé ngã xuống đất, còn mắng, đồ lừa bịp. Đồ đầu heo, bố cậu chính là kẻ lừa đảo, đầu heo lớn. Còn anh hùng gì đó nữa, tôi thấy là loại gấu chó thì đúng hơn. Ha ha ha, Nana ngã trên bãi cỏ cắn môi gắt gao nhìn chằm chằm cậu bé sỉ nhục mình. Cô bé mặc váy hồng cũng lạnh lùng cao ngạo nhìn Nana nói, đồ nói dối không cần mặt mũi. Cậu chính là quỷ nhà nghèo, bố cậu cũng là đồ nhà nghèo. Loại người như cậu không xứng học chung với bọn tôi. Mấy đứa trẻ khác cũng thay nhau mắng Nana vài câu khó nghe, sau đó lắc lư rời đi. Nana nhìn bọn chúng rời đi, sau đó kiên cường đứng dậy lẩm bẩm, tôi không nói dối, bố tôi chính là anh hùng. Sau đó Nana đi ra khỏi trường. Giữa một rừng xe hạng sang, cô bé thấy Tiêu Chính Văn đang mỉm cười vẫy tay với mình, Nana, bố đây này. Nana đeo cặp sách bĩu môi đi đến, cũng chẳng nói gì. Tiêu Chính Văn nhận ra tâm trạng con gái không tốt, thầm nghĩ có lẽ là ngày đầu đi học nên chưa quen. Chương 292, điều động người đến họp phụ huynh. Anh lấy chiếc cặp của Nana xuống, sau đó ôm cô bé lên xe, vừa định lái xe đi thì một chiếc Bentley dừng bên cạnh mình. Cửa kính xe hạ xuống, một cậu bé 4-5 tuổi ngồi trong xe làm mặt xấu cười nhạo Nana, đồ nói dối, ha ha ha. Cậu nói bậy, tôi không phải, bố tôi là anh hùng. Nana lập tức phản bác. Lúc này cửa xe bên ghế tài xế mở ra, là một người đàn ông hơn 30 tuổi trông có vẻ rất đẹp trai, khinh thường nhìn Tiêu Chính Văn và Nana nói, hơ hơ, đi xe điện đến trường quý tộc, cũng thú vị đấy. Nói rồi chiếc Bentley đóng cửa kính lại. Sau đó rời đi. Nana tức giận đến mức sắp khóc nhìn chiếc Bentley kia. Tiêu Chính Văn xoa đầu Nana nói, sao vậy, con cãi nhau với bạn sao? Con không có, Nana bướng bỉnh nói. Tiêu Chính Văn không hỏi nhiều mà liếc nhìn chiếc Bentley đó, sau đó lái xe chở Nana về nhà. Về đến nhà, Nana nhốt mình trong phòng ngủ. Đến lúc ăn cơm tối, Khương Vi Nhan về, Nana mới ra khỏi phòng nhưng tâm trạng vẫn không tốt. Trên bàn cơm, Khương Vi Nhan cười nói, Nana, sao con không vui thế? Hôm nay đi học ngày đầu tiên, học chung với các bạn thế nào? Nana không nói gì buồn bực ăn cơm. Khương Vi Nhan nhìn Tiêu Chính Văn cũng hết cách thở dài, lúc về nó đã như vậy rồi. Khương Vi Nhan nhíu mày hỏi, chẳng lẽ Nana bị các bạn trong trường bắt nạt? Gần đây, tin tức nói rất nhiều về bạo lực học đường nên Khương Vi Nhan khá lo lắng. Nana, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Con nói với mẹ được không? Khương Vi Nhan hỏi. Nana bĩu môi nói con ăn no rồi, sau đó lại nhốt mình trong phòng. Khương Vi Nhan nhìn Tiêu Chính Văn rồi đứng dậy đi vào phòng. Tiêu Chính Văn ngồi bên bàn cơm suy nghĩ thì điện thoại bỗng vang lên, là số lạ. Anh bắt máy, đầu bên kia vang lên giọng nói dịu dàng của Tô Uyển, trong giọng nói có ý trách móc, là anh Tiêu, phụ huynh của Tiêu Nana phải không ạ? Phải, là tôi đây, cô là cô Tô à, Tiêu Chính Văn vẫn nhớ giọng nói của Tô Uyển. Chào anh Tiêu, Nana có nói với anh ngày mai trường tổ chức họp phụ huynh không, Tô Uyển hỏi. Tiêu Chính Văn sửng sốt nói, con bé chưa nói. Tô Uyển gật đầu nói, tôi cũng đoán vậy. Anh Tiêu này, tôi gọi cho anh là muốn trịnh trọng nhắc anh đừng nói dối với Nana nữa. Anh có biết hôm nay sau khi anh đi, trong lớp đã xảy ra chuyện gì không? Hơn 20 học sinh cười cợt Nana là đồ nói dối nhưng con bé vẫn kiên quyết, rất nghiêm túc nói với tất cả bạn học, anh là anh hùng trong lòng cô bé. Nghe đến đây, Tiêu Chính Văn nhíu mày hỏi, cô Tô Uyển, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tô Uyển hít sâu rồi nói, anh Tiêu, anh nên biết chúng tôi là trường học quý tộc nên học sinh ở đây đều là những đứa có thân phận và lai lịch. Không phải tôi xem thường anh Tiêu. Nhưng phụ huynh lái xe điện đưa Nana đi học giống anh thì Nana rất dễ bị bạn học khác cười nhạo và cô lập.
Hôm nay chính vì nói anh làm vệ sĩ mà Nana bị các bạn khác cười nhạo, sau đó Nana cố chấp nói anh mua một trung tâm mua sắm, còn quen với người giàu nhất Tu Hà. Tiêu Chính Văn đã hiểu đại khái tình hình khi nghe đến đây. Không đợi anh lên tiếng, Tô Huyền nói tiếp, anh Tiêu, tôi phải nói cách giáo dục con của anh rất thất bại. Sao anh có thể nói nhiều lời dối trá trước mặt trẻ con như vậy? Tuy tôi biết tấm lòng làm bố mẹ của các anh là muốn con mình cảm thấy tự hào về mình, nhưng mấy lời nói dối như vậy không hề tốt cho tuổi thơ và sự phát triển sau này của Nana. Anh vậy là dạy hư Nana rồi. Nhưng Nana không nói dối, lúc này Tiêu Chính Văn mới bình thản trả lời. Tô Uyển ở đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc, sau đó tức giận nói, anh Tiêu, anh thật hết thuốc chữa. Thì ra Nana học tính này từ anh khiến tôi quá thất vọng. Để tôi xem cuộc họp phụ huynh ngày mai anh làm sao làm tấm gương cho Nana trước mặt các phụ huynh và học sinh. Lẽ nào anh muốn làm tấm gương nói dối cho Nana sao? Dứt lời, Tô Uyển tức giận cúp máy. Trong phòng mình, Tô Uyển mặc một bộ đồ ngủ mát mẻ, tức giận khoanh tay. Đúng là tức chết mà. Trên đời này còn có người bố như cái tên Tiêu Chính Văn này sao? Tô Uyển tức giận nói. Mà ở bên này, sau khi nghe tiếng cúp máy của Tô Uyển, Tiêu Chính Văn cũng bất lực nhún vai. Thảo nào hôm nay Nana không vui, thì ra nguyên nhân là đây. Suy nghĩ một lúc, Tiêu Chính Văn gọi cho Long Nhất nói, ngày mai điều động 500 người chuẩn bị một chút, tôi muốn đến họp phụ huynh ở trường với con gái. Thuận tiện anh liên lạc với Lý Trường Thắng, bảo ông ta đến lúc đó phải xuất hiện. Vâng, chủ soái, Long Nhất cung kính đáp. Chương 293, buổi họp phụ huynh. Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Chính Văn ngồi trong phòng khách, lặng thinh nhìn những món ăn trên bàn. Con gái của chủ soái Bắc Lương, sao lại phải lừa gạt người khác chứ? Nếu như muốn mở cuộc họp giao lưu phụ huynh, muốn so bì vậy thì phải so thôi. Ngày hôm sau, Khương Vi Nhan thức dậy và đến công ty từ rất sớm, cô nói rằng gần đây công ty có nhiều dự án, áp lực nặng nề, hình như còn có vài dự án bị đối tác đột ngột hủy bỏ. Vậy nên, mấy ngày nay cô buộc phải thức khuya dậy sớm, ở lại công ty tăng ca đến rất muộn. Sau khi Tiêu Chính Văn tiễn Khương Vi Nhan đi thì quay lưng bước vào nhà, nhìn thấy Nana đang đeo chiếc cặp sách nhỏ màu hồng ngồi trên ghế sofa, lắc lư đôi chân bé xíu, tâm trạng không vui vẻ lắm. Nana, đi thôi, bố đưa con đi học, Tiêu Chính Văn cười nói. Nana cúi đầu, cong môi làu bào, bố ơi, con không muốn đến trường. Tiêu Chính Văn bật cười, đi đến trước mặt Nana, ngồi xổm xuống rồi nói, sao thế, bởi vì cuộc họp giao lưu phụ huynh, con sợ bị các bạn nhỏ khác mỉa mai bố là một vệ sĩ vô dụng, là người vô tích sự sao. Nana ngẩng đầu lên, chớp đôi mắt to nhìn Tiêu Chính Văn, vừa hoài nghi vừa lo lắng hỏi, bố, sao bố biết sẽ mở cuộc họp giao lưu phụ huynh? Tiêu Chính Văn véo cái mũi nhỏ đáng yêu của cô bé, ôm cô bé vào trong lòng, nói, bố là siêu anh hùng mà, đương nhiên là chuyện gì cũng biết hết. Đi thôi, bố đưa con đến trường, bố không chỉ đưa con đi học mà còn tham gia cuộc họp giao lưu phụ huynh, để mấy bạn nhỏ chê cười con biết rằng bố của Nana nhà chúng ta không phải tên vệ sĩ vô dụng, cũng không phải kẻ vô tích sự, bố chính là siêu anh hùng trong lòng Nana. Có được không nào? Nana mở to mắt, hỏi, bố, thật sao ạ? Tiêu Chính Văn gật đầu nói, đương nhiên rồi, có bao giờ bố lừa con đâu? Vâng ạ, bố của con là siêu anh hùng. Siêu anh hùng. Nana nhoẻn miệng cười, nụ cười ngây thơ nhất đúng với độ tuổi của cô bé. Tiêu Chính Văn ôm Nana, hô lên một tiếng, đi thôi. Hai người đi ra khỏi sân nhà. Lúc này, Long Nhất đã lái một chiếc xe Long Kỳ màu đen chuyên dụng dành cho lãnh đạo cấp cao của quân đội Hoa Quốc. Bên trên còn cắm cả cờ Hoa Quốc tới đỗ trước cửa chính. Đại ca, Long Nhất cung kính xuống xe, đặc biệt mặc một bộ quân phục, riêng quân hàm trên vai thì đã gỡ xuống. Dù sao cũng không cần phải quá phách lối. Chú Long Nhất, Nana hớn hở vẫy tay với Long Nhất. Long Nhất cũng vui vẻ bật cười. Chuẩn bị xong hết rồi chứ, Tiêu Chính Văn ôm Nana hỏi. Long Nhất trả lời, tất cả đều chuẩn bị xong cả rồi. 500 binh lính đóng quân ở Tu Hà đã xếp thành hàng ở ngay bên ngoài, phía Lý Trường Thắng sau khi nhận được thông báo của anh cũng đã bỏ lại hết tất cả công việc, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát. Ừ, đi thôi. Tiêu Chính Văn gật đầu, ánh mắt sắc bén, ôm Nana ngồi vào trong xe Long Kỳ. Long Nhất đích thân lái xe, ngọn cờ Hoa Quốc tung bay phấp phới,
chiếc xe Long Kỳ chậm rãi rời đi. Bên ngoài lúc này đã có 500 binh lính vác súng trên vai, tinh thần phấn chấn đứng thành hai hàng. Còn có mấy chục chiếc xe quân sự của trụ sở chính đóng quân tại Tu Hà đỗ ngay bên cạnh. Uy nghiêm mạnh mẽ, quân uy hùng mạnh. Ngay sau đó, đoàn xe quân sự hùng hậu tiến thẳng về phía trường học quý tộc Hoàng gia Tân Nhã. Mà cùng lúc này, ở cổng trường học quý tộc Hoàng gia Tân Nhã, mấy chục chiếc xe sang lần lượt xếp thành hàng, đỗ tại bãi đỗ xe trước cửa trường học. Porsche, Ferrari, Bentley, Aston Martin, Rolls Royce dòng xe nào cũng có. Ngay cả những dòng xe như Mercedes-Benz và BMW cũng chỉ có thể đỗ ở bên lề. Những người thành đạt ăn mặc lịch sự, đẹp đẽ của Tu Hà lần lượt bước xuống từ trong xe, dẫn theo con cái của mình, xếp hàng trước cổng trường chuẩn bị vào học. Có thể nói, hôm nay trường học quý tộc Hoàng gia Tân Nhã là nơi tập trung của người giàu có. Trong số những nhân vật có máu mặt của Tu Hà này, có người điều hành công ty, có người mở chuỗi nhà hàng, có người có địa vị trong ngành truyền thông, có ngôi sao mạng, có ngôi sao mới nổi, còn có những lãnh đạo lớn trong thể chế của Tu Hà. Có thể nói trường học quý tộc Hoàng gia Tân Nhã này hoàn toàn là một mô hình thu nhỏ của mọi tầng lớp cao trong xã hội Tu Hà. Ôi chao, Chủ tịch Lý, ông cũng đến rồi. Ha ha ha, Phu Nhân Vương, lâu lắm không gặp rồi nhỉ. Đó không phải ngôi sao của Tu Hà chúng ta sao? Con trai cô ấy cũng học ở đây à? Chương 294, nhân vật lớn nào đến họp phụ huynh vậy? Những đoạn trò chuyện như vậy cứ vang lên không ngừng, mọi người đều đang trông ngóng, dù gì, có thể đứng tại nơi này đều là những kẻ có địa vị xã hội nhất định tại Tu Hà. Mà vào lúc này, chủ nhiệm Vương của phòng giáo vụ dẫn theo một số giáo viên như Lý Trạch Khải và Tô Huyền, đứng tại cổng trường điểm danh. Lớn tiếng gọi Tiêu Na Na và phụ huynh có ở đây không? Không có ai trả lời. Chủ nhiệm Vương cau mày, tiếp tục gào lên, bạn nhỏ Tiêu Na Na và phụ huynh của cô bé đã có mặt chưa? Vẫn không có ai trả lời. Trong đám người, một bé trai chừng 4-5 tuổi, chính là cậu bé đã mỉa mai Na Na vào ngày hôm qua, cười nói, thầy ơi, đừng gọi nữa, chắc là con bé nói dối đó không dám đến rồi. Ha ha ha. Nói dối nên không dám đến rồi. Còn nói bố mình là siêu anh hùng, là đồ gấu chó thì có. Trong nháy mắt, rất nhiều bạn nhỏ cùng đồng loạt cười ầm lên. Phụ huynh cũng hiểu được tình hình từ miệng con cái mình. Ôi chao, bây giờ mà vẫn có phụ huynh như thế à, còn dạy trẻ con nói dối nữa cơ đấy. Không phải chỉ là một thằng vệ sĩ hay sao, vừa mua trung tâm mua sắm lại vừa quen tỷ phú Lý, đúng là trò cười mà. Hôm qua tôi đã gặp phụ huynh của con bé Tiêu Na Na này, đi chiếc xe điện, cả người từ trên xuống dưới cộng lại không quá 500 tệ, không hiểu gia đình như thế mà sao lại cho con đi học ở đây. Bố của cậu bé kia diện bộ vest hàng hiệu, đeo đồng hồ giá cả triệu, thắt lưng treo chìa khóa xe Bentley, mang theo chiếc ví bằng da cá sấu thật, gương mặt toàn một vẻ mỉa mai. Thật vậy sao, lái xe điện hả, nghèo đến thế cơ à? Không phải chứ. Con của nhà nghèo như thế sao có thể theo học ở trường Hoàng gia Tân Nhã chứ? Đây không phải bắt con của chúng ta kết bạn học với con của một tên nghèo kiết xác hay sao? Tôi không đồng ý đâu. Đúng đúng đúng, nhà chúng tôi cũng không đồng ý. Sau này con gái tôi phải ra nước ngoài, sao có thể học chung với đứa nhỏ thích nói dối như thế, dạy hư con gái tôi thì phải làm sao? Trong nháy mắt, đám phụ huynh có máu mặt lập tức cãi ầm lên. Chủ nhiệm Vương, chuyện này ông phải xử lý đấy, con nhà chúng tôi không thể cùng học với đứa nhỏ con nhà nghèo như vậy. Không sai, gia đình như vậy sao có thể đi học ở đây chứ, buộc phải cho nghỉ học. Đúng, chúng tôi cũng ủng hộ cho nó nghỉ học, không bắt nó nghỉ học thì con chúng tôi không đi học ở đây nữa. Chủ nhiệm Vương luống cuống đến mức hai bên trán ướt đẫm mồ hôi, vội vàng vỗ về tâm trạng của đám phụ huynh, à, nếu mọi người đều muốn như vậy thì tôi cũng không thể làm trái. Ngày mai tôi sẽ cho Tiêu Na Na này nghỉ học. Dù sao, vì một học sinh của gia đình bình thường mà đắc tội với nhiều nhân vật quyền quý của Tu Hà như vậy thì không đáng. Cũng không thể nào. Tô Uyển đứng bên cạnh, lên tiếng, chủ nhiệm Vương, như vậy không hay lắm đâu. Chủ nhiệm Vương lạnh lùng trừng mắt nhìn Tô Uyển, quát mắng, cô Tô, có cái gì không hay đâu chứ. Cô muốn vì một học sinh của gia đình bình thường mà đắc tội với nhiều gia đình quyền quý như vậy hay sao? Được rồi, chuyện này tôi đã quyết định rồi. Không cần phải nhắc lại nữa đâu. Thầy Lý, cậu lập tức dán thông báo,
dán ở ngay cổng lớn cho tôi, chủ nhiệm Vương nói với Lý Trạch Khải. Lý Trạch Khải đáp lời, vội vàng chạy vào phòng giáo vụ, in ra một bản thông báo màu đỏ, dán thẳng lên cổng lớn của trường, vô cùng bắt mắt. Tiêu Na Na đã bị trường học quý tộc Hoàng gia Tân Nhã đuổi học. Tô Uyển run rẩy, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn im lặng. Sau khi nhìn thấy thông báo, đám phụ huynh kia rất hài lòng gật đầu. Nếu như Tiêu Na Na đã không đến, vậy thì chúng ta cũng không cần phải đợi nữa, bây giờ, mời mọi người vào phòng họp. Chủ nhiệm Vương hô lên. Nhưng mà, đột nhiên, một loạt tiếng bước chân rầm rập vang lên từ xa, rất nhanh đã vọng đến trước cổng trường quý tộc Hoàng gia Tân Nhã. Mọi người đưa mắt nhìn sang, đột nhiên trợn mắt há mồm. Bởi vì, con đường dẫn đến trường học lúc này đã bị dẹp sạch, chỉ còn lại một chiếc xe long kỳ màu đen chuyên dụng của quân đội Hoa Quốc, còn cắm cả cờ đang chậm rãi lái tới. Càng đáng sợ hơn là đằng sau chiếc xe long kỳ còn có 500 binh lính đang đi bộ theo, toàn bộ đều được trang bị vũ khí. Phía sau có mấy chục chiếc xe jeep của quân khu. Đưa mắt nhìn ra, toàn bộ đều là binh lính mặc đồ xanh đen, khí thế oai hùng, chớp mắt đã tiến tới chật kín cả con đường. Ôi chao, đây là xe quân sự và binh lính của trụ sở chính đóng quân tại Tu Hà mà. Còn có xe long kỳ, chiếc xe này, không phải cấp thiếu tá thì không ngồi lên được đâu. Trời ơi, đây là nhân vật lớn nào tới tham gia họp phụ huynh vậy chứ? Chương 295, cơ hội chỉ có một lần. Lúc này, cả đám người đều kinh ngạc không thôi, đồng loạt liếc nhìn cảnh tượng hoành tráng trước mặt. Mấy người chủ nhiệm Vương cũng vội vàng chạy ra đằng trước, đứng ở một bên, hớn hở chờ đợi. Chiếc xe long kỳ màu đen có gắn cờ Hoa Quốc, cách thức xuất hiện như vậy tuyệt đối là nhân vật lớn trong quân khu. Lẽ nào, là thiếu tá Hàn Lợi Dân sao? Nhưng con của thiếu tá Hàn Lợi Dân đã lên cấp 3 từ lâu rồi mà. Lúc trong lòng chủ nhiệm Vương vẫn đang mịt mờ nghi hoặc thì chiếc xe long kỳ đã chậm rãi dừng lại trước mặt mọi người. Phía sau, 500 binh lính vác súng trên vai cũng dừng lại một cách chỉnh tề, quay người, giương súng theo quân lệnh. Toàn bộ trường học quý tộc Hoàng gia Tân Ngã đều bị bao vây. Những nhân vật có máu mặt của Tu Hà đang có mặt tại đây cùng sững sờ, hít sâu một hơi khí lạnh. Tất cả mọi người đều ngước cổ nhìn về phía chiếc xe long kỳ. Muốn xem là ai mà lại phô trương như vậy. Sau khi dừng xe, Long Nhất nhanh nhẹn bước xuống, cung kính đi về phía cửa sau, mở ra, lễ phép nói, đại ca, đến rồi ạ. Tiêu Chính Văn ngồi trong xe, hờ hững gật đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Nana rồi bước xuống xe. Trong khoảnh khắc anh bước xuống xe, chủ nhiệm Vương đang mang khuôn mặt hớn hở nịnh nọt chợt chết lặng. Đây không phải Tiêu Chính Văn và Tiêu Nana sao? Sao bọn họ lại đến đây bằng xe long kỳ? Không chỉ riêng mình ông ta, Lý Trạch Khải và Tô Uyển sau lưng ông ta cũng hoàn toàn kinh ngạc, không dám tin cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Tô Uyển mở to mắt, nghĩ đến cuộc điện thoại với Tiêu Chính Văn tối qua, anh đã nói rằng, những gì Nana nói đều là sự thật, Tiêu Chính Văn không hề lừa Nana. Bên cạnh, mấy phụ huynh chờ đợi nãy giờ nhìn thấy Tiêu Chính Văn ôm Nana bước xuống xe thì cũng vô cùng nghi hoặc. Bọn họ chưa từng gặp người này. Tu Hà có vài người có thể ngồi trên xe long kỳ, nhưng rất rõ ràng, người đàn ông đang nắm tay con đứng trước mắt họ bây giờ không phải ai trong số mấy vị đó. Trong đám người, cậu bé kia nhìn thấy Nana ngồi xe long kỳ tới, còn có nhiều binh lính bảo vệ như vậy thì chợt sinh lòng đố kỵ, gào lên là cái con bé nói dối. Còn cả tên gấu chó kia nữa, trong nháy mắt. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên người hai bố con cậu bé đó, đồng thời, bọn họ cũng biết thân phận của Tiêu Chính Văn đang đứng trước mặt mình. Đây chính là bố của Tiêu Na Na đó sao? Tên vệ sĩ lái xe điện đưa con đi học. Không phải nói đi xe điện đưa con đi học hay sao? Tại sao bây giờ lại là xe long kỳ thế, ai mà biết được, Tu Hà mà cũng có một nhân vật đẳng cấp như thế? Chưa từng gặp, cũng chưa từng nghe đến, anh thử nói xem. Có phải tạm thời tìm diễn viên của đoàn phim nào đó không? Chỉ vì muốn giữ thể diện cho con gái anh ta, cả đám người nhao nhao bàn tán sôi nổi, tin nhảm gì cũng có. Chủ nhiệm Vương đương nhiên cũng nghe thấy mấy lời này của phụ huynh, vẻ mặt biến đổi không ngừng. Vốn dĩ ông ta cho rằng thật sự là nhân vật lớn nào đó đến, nhưng xem ra bây giờ chỉ là cái tên Tiêu Chính Văn ngày hôm qua. Gia cảnh nhà Tiêu Chính Văn thế nào, chủ nhiệm Vương sớm đã nắm rõ cả rồi.
chỉ là một gia đình bình thường. Vậy những thứ trước mắt kia, nói không chừng thật sự do Tiêu Chính Văn bỏ tiền ra thuê diễn viên. Nghĩ đến đây, vẻ nịnh nọt trên mặt chủ nhiệm Vương liền thay thế bởi sự lạnh lùng và khinh thường, bật cười nói, tôi còn tưởng là ai, dọa tôi hết hồn, còn cho rằng trường quý tộc Hoàng gia Tân Nhã chúng tôi được đón tiếp nhân vật lớn gì trong quân khu, không ngờ lại là cậu, ha ha, cậu mời nhiều diễn viên như thế cũng tốn không ít tiền đâu nhỉ. Có cần thiết phải như thế không? Chỉ vì để con cái được hãnh diện trong cuộc họp giao lưu phụ huynh hôm nay. Cậu có biết cậu làm như vậy hoàn toàn là tấm gương xấu và cách giáo dục sai lầm đối với con cái hay không? Chủ nhiệm Vương nói những lời nghiêm khắc một cách dõng dạc và hùng hồn. Những phụ huynh xung quanh nghe thấy vậy cũng lập tức phản ứng trở lại, chỉ vào Tiêu Chính Văn phê bình và quát mắng. Ha ha, chủ nhiệm Vương nói không sai, giờ mà vẫn còn người bố như vậy hay sao? Rõ ràng đang có quan niệm dạy dỗ con cái rất sai lầm. Bảo sao tối qua con gái nói với tôi ở lớp mới có thêm một bạn học sinh thích nói dối, hóa ra đều do người bố này dạy mà ra. Chủ nhiệm Vương, có một người bố như thế, con gái cậu ta nhất định cũng không ra gì. Bắt buộc phải cho con bé thôi học, đám đông kích động gào lên. Tô Uyển vốn còn ngơ ngác, thật sự cho rằng Tiêu Chính Văn là nhân vật lớn ngầm nào đó. Nhưng khi nghe thấy lời của chủ nhiệm Vương và các phụ huynh khác, cô ta cũng trở nên vô cùng phẫn nộ. Cô ta phẫn nộ vì rõ ràng tối qua đã phê bình Tiêu Chính Văn, nói với anh cách giáo dục con cái như vậy là không đúng. Nhưng không ngờ hôm nay anh lại vì buổi họp giao lưu phụ huynh này mà mời đến nhiều diễn viên như thế, rõ ràng sẽ tiêu tốn không ít tiền. Từ nhỏ đã dạy con cái lừa người như thế, vậy thì sau này khi Na Na lớn lên chẳng phải sẽ, Tô Huyền không dám nghĩ tiếp. Trong lòng vô cùng tức giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn lúc này đang nắm tay Nana. Tiêu Chính Văn cũng không hiểu gì, bất lực lắc đầu. Bọn họ đều không tin mình. Tiêu Chính Văn nhướng mày, nhìn chủ nhiệm Vương và hỏi ngược lại, sao ông lại kết luận là tôi thuê diễn viên tới? Chủ nhiệm Vương cười khẩy, nhìn đám phụ huynh xung quanh, sau đó cao giọng nói, tại sao hả? Dựa vào việc cậu chỉ là một tên vệ sĩ. Dựa vào việc vợ cậu chỉ là một giám đốc bình thường của công ty, lương tháng của hai người cộng lại còn không đến 20.000 tệ. Gia đình bình thường như mấy người phải dồn hết toàn lực mới có thể cho con đi học đúng không? Nếu như cậu thật sự có năng lực như thế thì tại sao không tiết lộ ra sớm hơn? Ông ta vừa dứt lời, đám phụ huynh xung quanh lập tức tỏ vẻ chế giễu và khinh thường. Trong đám người, phụ huynh của cậu bé kia nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt giễu cợt, mở miệng nói, anh bạn. Anh làm như thế thật sự là không đúng đâu. Hôm qua tôi thấy anh đi xe điện tới đón con về, hôm nay lại đổi thành xe Long Kỳ rồi. Tôi nói này, làm người bình thường thì không cần thiết phải cho con đến đây học, gia đình của mấy người thật sự không đủ tiền học ở đây đâu. Nếu thật sự không được thì anh đến công ty tôi làm việc, làm vệ sĩ cho tôi trả cho anh 20.000 tệ một tháng, thế nào? Tiêu Chính Văn liếc mắt, lạnh nhạt nhìn người đàn ông với nụ cười khoa trương kia. Đáp lời, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mà không cần đâu. Người đàn ông cười nhạt, nói với chủ nhiệm Vương, tôi thấy cuộc họp giao lưu phụ huynh này không cần bọn họ tham gia nữa đâu nhỉ. Dù gì bọn họ cũng đã bị đuổi học rồi. Đuổi học. Tiêu Chính Văn nhíu mày, ánh mắt liếc sang tờ thông báo màu đỏ đang dán trước cổng lớn. Đôi mắt lạnh lùng của anh nhìn vào chủ nhiệm Vương, hỏi chủ nhiệm Vương, tại sao đột nhiên lại đuổi học con gái tôi? Chủ nhiệm Vương kéo lại áo vest của mình, ngạo mạn trả lời, bởi vì con gái cậu không phù hợp với tiêu chuẩn tuyển sinh của trường chúng tôi. Lẽ nào tiêu chuẩn tuyển sinh không phải một năm phải nộp 250.000 tệ sao? Tiêu Chính Văn tiếp tục hỏi, đáy mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Hừ, đổi rồi. Ai đổi? Tôi đổi, tôi nói con gái cậu không phù hợp thì là không phù hợp. Mau đi đi, chủ nhiệm Vương mất kiên nhẫn, giơ tay lên xua qua xua lại như đang đuổi ruồi. Muốn đuổi Tiêu Chính Văn đi. Cạch cạch. Đột nhiên, hai binh lính ở một hàng cùng giơ súng lên chĩa vào người chủ nhiệm Vương, sau đó kéo chốt súng. Chủ nhiệm Vương thấy vậy liền giật nảy mình, sau đó phẫn nộ gào lên, làm gì thế, mấy tên các người tưởng rằng chỉ dựa vào mấy khẩu súng đồ chơi này mà dọa được tôi hay sao? Tiêu Chính Văn nhướng mày, lạnh lùng nói, tôi chỉ cho ông đúng một cơ hội, hủy bỏ thông báo đuổi học ngay lập tức. Chương 296, tỷ phú Lý đến rồi. Chủ nhiệm Vương tức điên, gào ầm lên, làm cái gì thế hả? Cậu còn dám uy hiếp tôi cơ à?
cậu không tự mà nhìn xem bản thân là cái dạng gì. Cậu cho rằng tìm một đoàn diễn viên rẻ tiền này là có thể khiến bản thân trở thành nhân vật lớn gì đó hay sao? Hôm nay Vương Hải Xương tôi nói cho cậu biết, thông báo nghỉ học này tuyệt đối sẽ không được gỡ bỏ. Mấy khẩu súng đồ chơi thôi mà cũng định dọa nạt tôi, có bản lĩnh thì mấy người bóp cò đi. Để chúng tôi nghe xem súng này rốt cuộc có kêu hay không. Vậy sao? Trên người Tiêu Chính Văn đột nhiên tỏa ra một luồng khí thế lạnh thấu xương, trong đáy mắt anh như đang lóe lên ngọn lửa giận, hô lớn, 500 cấm vệ. Có. Đột nhiên, 500 binh lính cùng đồng thanh hô lên, âm thanh giống như tiếng hổ gầm, xé tan không gian, hoàn toàn chấn động. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Đây, khí thế như vậy không giống diễn viên chút nào cả, sát khí và quân uy thật là mạnh mẽ. Cho chủ nhiệm Vương này nghe xem súng của mọi người có phải thật hay không, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Vừa nói dứt lời, păng păng păng, tiếng súng nối tiếp nhau vang lên khắp cả khoảng trời. 500 họng súng cùng bắn ra tia lửa. Trong phút chốc, toàn bộ không gian đều trở nên im bặt. Tất cả mọi người cùng trợn tròn mắt, há hốc miệng, sững sờ đứng chết lặng tại chỗ, vẻ mặt hoàn toàn kinh ngạc và sợ hãi. Không ít phụ huynh lúc này đã sợ tới mức ôm lấy đầu mà quỳ sụp trên mặt đất, cả người run lẩy bẩy. Chủ nhiệm Vương càng sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, trên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, kêu lên một tiếng rồi sụi lơ ngã xuống đất. Bởi vì súng của hai binh lính đó bắn ngay sát bên tai ông ta. Khiến cho ông ta sợ tới mức tè cả ra quần. Súng thật, là súng thật đó. Chủ nhiệm Vương hoảng tới mức hồn vía sắp bay mất đến nơi. Những binh lính này mang theo súng thật. Vậy thì còn có chuyện bọn họ không phải là binh lính thật nữa hay sao? Thân phận của Tiêu Chính Văn quá khủng khiếp. Đợi ông ta phản ứng trở lại, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn xuống chủ nhiệm Vương đang ngồi đơ dưới đất, lạnh lùng hỏi, chủ nhiệm Vương, tiếng vang này đã đủ khiến ông hài lòng chưa? Vương Hải Xương vội vàng bò dậy. Quỳ trước mặt Tiêu Chính Văn, gào lên với vẻ kinh sợ, tôi xin lỗi, cậu Tiêu, tôi sai rồi, tôi có mắt như mù. Tôi đáng chết, xin cậu Tiêu tha thứ cho tôi, thông báo nghỉ học của con gái tôi thì sao, Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi một câu. Vương Hải Xương lập tức gào lên, gỡ bỏ ngay bây giờ. Ông ta quay đầu, hét lên với Lý Trạch Khải lúc này vẫn còn đang run lẩy bẩy, thầy Lý. Còn không mau đi gỡ xuống. Kể từ hôm nay, Tiêu Na Na chính là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của trường chúng ta. Tiếng hét này khiến Lý Trạch Khải bừng tỉnh phản ứng lại ngay tức khắc. Hắn vội vàng xông đến cổng trường, gỡ tờ thông báo nghỉ học đang được dán trên đó xuống với tốc độ cực nhanh. Cậu Tiêu, như vậy cậu đã hài lòng chưa? Chủ nhiệm Vương lau mồ hôi lạnh trên trán, hỏi với vẻ hèn mọn. Tiêu Chính Văn cúi đầu nhìn Na Na. Hỏi, Nana, con thấy sao? Nana bĩu môi, liếc mắt nhìn sang đám phụ huynh và bạn học đang ôm đầu quỳ trên đất, nói, bố, bọn họ nói Nana là đồ nói dối, là đồ đầu heo. Tiêu Chính Văn gật đầu, nhìn sang đám phụ huynh chỉ biết khoe khoang, lạnh lùng nói, các vị đã nghe thấy chưa? Hôm qua, những ai đã sỉ nhục con gái tôi, xin mời đứng dậy. Người đàn ông lái xe Bentley vừa cười nhạo Tiêu Chính Văn ban nãy run lẩy bẩy nắm lấy tay con trai mình đứng dậy, trông rất áy náy hối lỗi, khom lưng gào lên, anh Tiêu, tôi xin lỗi, là tôi hồ đồ, tôi có mắt như mù. Tôi thay con trai mình xin lỗi con gái anh, đều là trẻ con nên không có ý gì xấu đâu, mong anh Tiêu rộng lượng bỏ qua. Bốp! Nói xong, người đàn ông này liền tát vào mặt con mình một bạt tai. Lạnh lùng quát mắng, mau xin lỗi bạn Nana đi. Nếu không từ hôm nay trở đi, đồ chơi của con sẽ bị tịch thu hết. Cậu bé đó nước mắt giàn giụa, sợ hãi quay sang nói với Nana, xin lỗi. Tiếp theo đó, những cô bé cậu bé đã bắt nạt Nana ngày hôm qua lần lượt đứng ra xin lỗi Nana ngay trước cổng trường. Cuối cùng, Tiêu Chính Văn ôm lấy Nana, đi qua đám người đang túm tụm lại một chỗ, tiến vào hội trường của trường học. Bởi vì vừa xảy ra chuyện như vậy nên Tiêu Chính Văn được ngồi ở vị trí chủ tọa. Tất cả mọi người đều đang dò đoán thân phận của Tiêu Chính Văn. Chủ nhiệm Vương đứng trên bục phát biểu, đọc một đoạn diễn văn ngắn gọn, lúc này, trợ lý liền vội vàng chạy đến, nói chủ nhiệm Vương, tỷ phú Lý đến rồi. Cái gì, tỷ phú Lý? Lý Hải Xương nghe thấy vậy liền trở nên kích động. Các vị,
tỷ phú Lý của Tu Hà đã đến trường học của chúng ta. Mọi người hãy cùng nhau chào đón ông ấy. Vương Hải Xương lập tức hô lên, sau đó vỗ tay. Những phụ huynh đang ngồi bên dưới kia cũng kích động, đồng loạt đứng dậy vỗ tay. Không ngờ tỷ phú Lý lại đến đây, trường học quý tộc Hoàng gia Tân Nhã này cũng có tiếng quá đi. Đám người này quay đầu nhìn về phía Lý Trường Thắng lúc này đang bước vào cửa chính hội trường. Lý Trường Thắng cũng mỉm cười với bọn họ và vẫy tay, mắt lại nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn lúc này vẫn đang ngồi yên trên ghế nói cười với Nana. Khoảnh khắc này, ánh mắt của mọi người tự nhiên cũng hướng về phía Tiêu Chính Văn. Mặc dù trước đó Tiêu Chính Văn thật sự đã khiến bọn họ khiếp sợ, nhưng bây giờ, người đến chính là tỷ phú Lý đó. Dù cho có là thiếu tá Hàn Lợi Dân của sở chỉ huy quân đội Tu Hà cũng phải nể mặt tỷ phú Lý bảy phần. Tiêu Chính Văn vậy mà lại dám không đứng lên tiếp đón. Vậy nên, trong ánh mắt của mọi người, có thú vị, có hoài nghi, có cả hả hê nữa. Dù sao, ban nãy trong đám người bọn họ cũng có không ít phụ huynh phải dẫn theo con cái, lần lượt xếp hàng để xin lỗi Tiêu Chính Văn và con gái của anh. Chuyện đó có thể xem là cực kỳ mất mặt. Dù sao bọn họ cũng là những nhân vật có máu mặt ở Tu Hà, còn có cả người nổi tiếng trên mạng và các ngôi sao. Mà trong số những ánh mắt không giống nhau này, duy chỉ có ánh mắt của Tô Uyển là mang theo vẻ kinh ngạc và run sợ. Cô ta không ngốc, ngay giây phút đầu tiên đã nghĩ đến chuyện lẽ nào tỷ phú Lý đến đây vì Tiêu Chính Văn. Bởi vì, cô ta nhớ rất rõ một câu nói của Nana, bố cô bé có quen biết với tỷ phú Lý. Nếu không thì tại sao tỷ phú Lý có thể đột ngột xuất hiện ở trường học như vậy chứ? Trường học căn bản không có năng lực mời được tỷ phú Lý tới. Ngay cả Vương Hải Xương, lúc này nhìn thấy Tiêu Chính Văn vẫn thờ ơ ngồi tại chỗ cũng nhếch mép cười khẩy. Hừ, lại còn không hiểu quy tắc như vậy. Cũng tốt, để xem lát nữa cậu cư xử thế nào trước mặt tỷ phú Lý. Vương Hải Xương thầm chế nhạo trong lòng. Ban nãy phải quỳ xuống xin lỗi Tiêu Chính Văn trước mặt nhiều người như vậy, ông ta đương nhiên cảm thấy rất mất mặt. Ông ta còn tè cả ra quần, chuyện này thì càng nhục nhã hơn. Vậy nên sâu trong lòng, Vương Hải Xương căm hận Tiêu Chính Văn nhiều hơn là kính nể. Suy cho cùng, tất cả bọn họ đều chưa biết rõ về thân phận thật sự của Tiêu Chính Văn. Chỉ là bị những binh lính thật ban nãy dọa sợ mà thôi. Cậu Tiêu, cậu xem. Cậu vẫn nên đứng dậy chào đón đi chứ. Dù cậu có chút thực lực nhưng người vừa đến là tỷ phú của Tu Hà chúng ta. Dù là tiền bạc hay là quyền lực thì đều hơn cậu nhiều lắm đấy. Kể cả có là thiếu tá Hàn Lợi Dân cũng phải nể mặt tỷ phú Lý vài phần. Vương Hải Xương không thể để yên được nữa, giả vờ tốt bụng nhắc nhở, giọng điệu còn mang theo đôi chút châm biếm. Mười mấy phụ huynh vừa phải xin lỗi Tiêu Chính Văn xung quanh cũng nhếch mép cười nhạt, nói ha ha. Thật sự coi bản thân là nhân vật lớn sao? Nếu không phải do anh ta dẫn theo đám binh lính kia thì còn lâu tôi mới chịu xin lỗi anh ta. Đúng thế, không biết là thuê từ đâu đến. Giả vờ giả vịt. Đến rồi, tỷ phú Lý đến rồi, anh ta tới số rồi. Dưới ánh mắt kích động và hào hứng của mọi người, Lý Trường Thắng bước nhanh về phía bọn họ. Mà ngay sau đó, dưới ánh mắt vô cùng kinh ngạc của tất cả mọi người, Lý Trường Thắng khom lưng nịnh nọt. Đứng trước mặt Tiêu Chính Văn, cung kính nói, cậu Tiêu, tôi đến rồi, cậu có gì sai bảo vậy ạ? Chương 297, để anh giải quyết. Soạt, mọi người kinh ngạc không thôi. Cảnh tượng trước mắt khiến cho bọn họ chấn động đến mức không nói thành lời. Ngay cả tiếng vỗ tay cũng biến mất trong phút chốc. Đây là chuyện mọi người không ngờ tới được, người này là tỷ phú Lý Trường Thắng đấy. Vậy mà lúc này nhân vật tầm cỡ tại Tu Hà lại nịnh bợ Tiêu Chính Văn như này. Hơn nữa, theo ý của Lý Trường Thắng thì ông ta tới đây theo lệnh của Tiêu Chính Văn. Nghe tin mà ngơ ngác. Vương Hải Xương chợt lộ vẻ kinh ngạc và sợ hãi. Ông ta lại tính sai rồi. Không chỉ sắc mặt ông ta mà cả mười mấy người vừa mỉa mai châm chọc Tiêu Chính Văn cũng tái mét, khóe miệng co rút liên hồi và toàn thân cảm thấy ớn lạnh. Tiêu rồi, tiêu rồi. Bọn họ lại đắc tội với tên Tiêu Chính Văn này rồi. Tô Uyển đang đứng sau Vương Hải Xương, đôi mắt đẹp tỏ vẻ ngạc nhiên, gương mặt xinh xắn cũng đỏ bừng lên vì kích động. Cô ta càng thêm tò mò người đàn ông tên Tiêu Chính Văn này. Rốt cuộc, người đàn ông này là ai? Vậy mà có thể khiến tỷ phú Lý cúi đầu. Lý Trạch Khải đang đứng bên cạnh cũng vô cùng kinh hãi,
nhưng khi hắn thấy ánh mắt của Tô Uyển nhìn Tiêu Chính Văn thì khuôn mặt chợt lộ vẻ u ám, sau đó là vẻ ghen tị và thù hận liếc xéo Tiêu Chính Văn. Tô Uyển là của hắn. Không ai được phép giành mất. Cô Tô, đừng nhìn nữa, kiểu người giấu giếm thân phận thần bí như cậu ta nhất định là nhân vật khó lường. Lần này xem như chủ nhiệm Vương hoàn toàn đắc tội cậu Tiêu rồi. E là người bình thường như chúng ta cả đời cũng không chạm tới được nhân vật lớn như cậu Tiêu đâu. Lý Trạch Khải nhỏ giọng nói, thực ra ý anh ta đang nhắc nhở Tô Uyển đừng mơ mộng hão huyền nữa. Huống hồ Tiêu Chính Văn đã có con rồi. Tô Uyển nghe vậy liền nhíu đôi lông mày lá liễu lại. Sao cô ta lại nghe không hiểu ý của Lý Trạch Khải được chứ? Cô ta lạnh lùng nói, thầy Lý, tôi biết anh muốn nói gì, nhưng anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ tò mò thân phận của Tiêu Chính Văn mà thôi. Lý Trạch Khải cười ngượng ngùng, nói phải, phải, tôi cũng rất tò mò, vậy mà ngay cả tỷ phú Tu Hà cũng nghe lời cậu ta. Nghĩ tới đây, Lý Trạch Khải nói tiếp, cô Tô này, cô nói xem liệu cậu ta có phải là cậu Bạch luôn có hành tung bí ẩn trong tin đồn dạo gần đây không? Nhưng cậu ta không mang họ Bạch, Tô Uyển nghe thấy câu này của Lý Trạch Khải cũng hơi sững sờ, trong tâm trí đang nghĩ đi đâu đó. Anh Bạch, dạo gần đây ở Tu Hà lưu truyền không ít chủ đề liên quan tới anh Bạch, đều nói anh Bạch là ông chủ của Sơn Trang Bạch Mã có giá 1 tỷ tệ, ngoài ra còn là ông chủ đầu tư sau lưng người giàu có nhất Tu Hà Lý Trường Thắng. Tuổi trẻ tài cao, thực lực sâu không lường được. Mặc dù luôn đeo mặt nạ trắng nhưng vẫn không che được sự hấp dẫn chết người đó. Anh nói thử xem anh Bạch có mang họ Bạch không? Hay chỉ vì anh ấy thích mang mặt nạ trắng nên mọi người mới đồn tai nhau rằng anh ấy họ Bạch? Tô Uyển hỏi. Lý Trạch Khải cau mày, nói cũng có khả năng, nhưng cũng không liên quan gì tới chúng ta. Chúng ta không đụng tới nhân vật tầng lớp cao như thế được. À đúng rồi, cô Tô này, tối ngày mai là sinh nhật của tôi. Tôi muốn mời cô cùng đi ăn ở Túy Tiên Lâu. Tô Uyển hơi lúng túng nói, tối mai tôi bận rồi. Cô Tô này, là sinh nhật của tôi đó, tôi đã mời rất nhiều thầy cô trong trường, chỉ còn thiếu mỗi cô thôi, đi cùng đi, Lý Trạch Khải cười nói. Tô Uyển không khéo từ chối người khác, chỉ có thể gật đầu đồng ý, vậy được. Lúc này Tiêu Chính Văn đã đứng dậy, nói với Lý Trường Thắng, không sao. Nana nói có vài bạn nhỏ không tin bố của con bé quen biết với tỷ phú Lý, còn nói con bé nói dối nên tôi mới tìm tới ông. Lý Trường Thắng nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn Nana đang ngồi bên cạnh Tiêu Chính Văn với ánh mắt trìu mến. Lúc này, Tiêu Chính Văn cũng ôm Nana đứng dậy, cười nói, Nana, giờ con có thể nói với mọi người bố con quen biết người giàu nhất Thu Hà rồi, sẽ không có ai cười con nói dối nữa. Nana chớp đôi mắt to như tròn xoe nhìn Lý Trường Thắng trước mặt, rồi lại nhìn mấy người lớn và đám bạn của mình đang ngơ ngác, phồng miệng lên, dùng sức nói to, cháu đã nói rồi, bố cháu có quen người giàu nhất Tu Hà, cháu không hề nói dối. Những đứa bạn ngày hôm qua chế giễu cô bé đều cúi thấp đầu. Tiêu Chính Văn cũng không ở lại lâu, lạnh lùng nhìn Vương Hải Xương đang đổ mồ hôi lạnh đầy mặt rồi ôm Nana rời khỏi hội trường. Lý Trường Thắng cũng bước theo sau lưng Tiêu Chính Văn. Lúc này, Vương Hải Xương đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, cầm khăn tay lau mồ hôi đang toát ra không ngừng ở bên thái dương. Sau một lúc lâu, một thầy giáo chạy vào, cẩn thận dè dặt nói, chủ nhiệm Vương, tỷ phú Lý và cậu Tiêu đã đi rồi. Được, tôi biết rồi. Đến lúc này tâm hồn đang treo ngược cành cây của Vương Hải Xương mới được buông xuống. Nhưng còn chưa kịp thở phào thì ở cửa, trợ lý của Lý Trường Thắng bước tới, lạnh lùng nói với mọi người, tỷ phú Lý mong mọi người hãy giữ kín chuyện ngày hôm nay cũng như thân phận của anh Tiêu. Nếu nó bị dò dỉ ra ngoài thì tất cả mọi người đang có mặt ở đây tự chịu lấy hậu quả. Dứt lời, người trợ lý liền rời đi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhao nhao nói với con của mình, kể từ hôm nay, con phải kết thân với bạn Nana đó, biết chưa? Ở bên này, Tiêu Chính Văn đưa Nana về nhà. Còn chưa kịp nghỉ ngơi đã nhận điện thoại của Khương Vi Nhan. Trong điện thoại, Khương Vi Nhan lộ rõ sự lo lắng, nói Chính Văn, em nên làm sao đây? Mấy dự án của công ty đột nhiên bị dừng cả rồi. Đối tác hợp tác cũng chạy hết, còn có 2 nhà máy cũng đã bị người ta thu mua. Bây giờ trong công ty đang loạn cả lên. Chuyện gì vậy? Em từ từ nói. Tiêu Chính Văn nhăn mày, hỏi. Khương Vi Nhan đáp. 2 ngày nay đột nhiên có một đối thủ cạnh tranh rất mạnh xuất hiện bất chấp giá cả đã giành hết đối tác của chúng ta.
Ngay cả hai nhà máy của công ty chúng ta cũng bị bọn họ mua lại với giá gấp đôi. Hiện giờ rất nhiều dự án của công ty bị đình trệ. Mà hai nhà máy bị thu mua đã ảnh hưởng tới việc hợp tác với anh Bạch và tập đoàn Lợi Dân, có khả năng sẽ xảy ra tình trạng chậm trễ và lỡ giờ công việc. Ông nội vừa mở cuộc họp và nổi trận lôi đình muốn chúng ta giải quyết ngay lập tức. Bác cả thì đẩy chuyện này qua cho em, nhưng em không biết gì cả, bác ấy còn bắt em phải giải quyết trong vòng 3 ngày, nếu không sẽ đuổi em ra khỏi công ty vì em không có ích gì, còn muốn đuổi cả nhà chúng ta ra khỏi nhà chính văn, giờ em nên làm sao đây? Ở đầu kia điện thoại, cô đã sốt ruột đến mức khóc thành tiếng. Tiêu Chính Văn hít sâu một hơi, nói trước hết em đừng vội, anh sẽ qua đó tìm em ngay. Sau khi cúp điện thoại, anh đang lái xe điện mà cứ như đang lái xe cao cấp, chạy sộc tới công ty nhà họ Khương rồi nhìn thấy Khương Vi Nhan đang đợi ở tiệm cà phê trước cửa. Em không sao chứ Vi Nhan? Anh bước tới trước rồi ngồi xuống, nhìn gương mặt đầy lo lắng của Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan nhìn Tiêu Chính Văn, sốt ruột nói, làm sao đây Chính Văn, bác cả chỉ cho em 3 ngày để giải quyết chuyện nhà máy. Anh cau mày. Nói ông ta muốn nhân cơ hội này đuổi em ra khỏi công ty để dễ dàng lấy được hai hợp đồng trong tay em. Hả, bác ấy không phải là người như vậy đâu. Khương Vi Nhan nghe vậy liền nhíu mày và trả lời một cách yếu ớt. Lúc đầu cô cũng nghĩ tới chuyện này, nhưng nghĩ lại thì Khương Văn Kỳ là bác cả của cô nên cô không nghĩ nhiều nữa. Nhưng bây giờ khi Tiêu Chính Văn lại đề cập tới nó, Khương Vi Nhan đã im lặng. Chuyện nhà máy để anh xử lý cho, Tiêu Chính Văn nói. Anh giải quyết bằng cách nào, cô ngờ vực hỏi. Tiêu Chính Văn đáp, anh biết vài người bạn có nhà máy để chống, anh đi thuê lại ở chỗ bọn họ. Thật sao? Nghe thấy vậy, Khương Vi Nhan chợt hơi kích động nhưng phản ứng lại ngay, Chính Văn, sao anh có nhiều bạn bè vậy chứ? Chương 298, tăng giá, 100 triệu. Tiêu Chính Văn cười nhạt nói, vài người bạn cũ thôi, được rồi, em về công ty trước đi, việc này để anh xử lý. Khương Vi Nhan nhìn Tiêu Chính Văn nửa tin nửa ngờ đáp, được rồi, vậy em trở về công ty trước, nếu bạn của anh thật sự không có cách nào thì anh về nói với em, chúng ta nghĩ cách khác. Tiêu Chính Văn mỉm cười gật đầu, đưa Khương Vi Nhan về đến công ty. Sau đó, anh đứng ở cửa, gọi vào số điện thoại của Long Nhất, hỏi việc thu mua doanh nghiệp tiêu thị thế nào rồi. Đầu kia điện thoại, Long Nhất cung kính trả lời, chủ soái, đã thu mua xong rồi, bây giờ. Doanh nghiệp tiêu thị đã đứng tên của anh. Ngoài ra, tôi cũng đã phát vài tin tức ra ngoài, doanh nghiệp tiêu thị được anh Bạch thu mua, bây giờ công bố ra bên ngoài, anh Bạch là chủ tịch lớn nhất của doanh nghiệp tiêu thị, tập đoàn tiêu thị cũng đổi tên thành tập đoàn Na Nhan. Tiêu Chính Văn gật đầu, đáp tốt, anh làm thêm một việc, trong hôm nay phải thu mua được một nhà máy thiết kế lắp đặt vật liệu. Vâng, tôi đi làm ngay. Long Nhất tắt điện thoại lập tức liên hệ với Trịnh Thiên Thái. Bởi vì ông ta quen biết rất nhiều người ở Tu Hà. Cậu Long Nhất, anh Tiêu muốn thu mua nhà máy sao? Cậu đợi một lát, tôi đi hỏi xem sao. Trịnh Thiên Thái tỏ thái độ cung kính, vội vàng xem danh sách tất cả các nhà máy ở Tu Hà mà đàn em đưa tới. Sau khi xem vài nhà máy liền gọi điện thoại nói với Long Nhất. Cậu Long Nhất, hiện nay có một nhà máy chuẩn bị bán, cũng phù hợp nhất với yêu cầu của cậu. Cậu xem, cậu có muốn đích thân tới xem không? Long Nhất gật đầu đáp, đưa địa chỉ cho tôi sẽ đến ngay. Nói xong, Long Nhất lái xe Jeep, mở địa chỉ Trịnh Thiên Thái rồi đến xem xét nhà máy Thiên Tường. Trước cửa, Trịnh Thiên Thái đã chờ ở đó từ lâu, mấy chục đàn em mặc vest màu đen xếp hàng đợi bên cạnh. Trịnh Thiên Thái đứng phía trước, lúc nhìn thấy Long Nhất lái xe Jeep đến, lập tức bước đến mở cửa xe, kính trọng nói cậu Long Nhất. Long Nhất gật đầu. Ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn một lượt rồi nói, đưa nhiều người đến làm gì vậy? Chúng ta đến là để thu mua, không phải cướp. Bảo bọn họ ở bên ngoài hết đi. Vâng, 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 tôi sơ suất rồi. Trịnh Thiên Thái lập tức vẫy tay ra hiệu với mấy chục đàn em mà ông ta dẫn tới, mấy người đợi ở bên ngoài. Vâng, thưa thiên gia. Mấy chục tên đàn em đứng ngay ngắn có trật tự, lùi ra ngoài khu vực nhà máy. Long Nhất nhìn Trịnh Thiên Thái nói, ông cũng đợi ở bên ngoài đi. Vâng, Trịnh Thiên Thái khom lưng đáp. Long Nhất xoay đầu đi vào nhà máy, khoảng nửa tiếng sau mới ra khỏi đó. Trịnh Thiên Thái lập tức đi tới, hỏi cậu Long Nhất, bàn bạc xong rồi sao? Long Nhất gật đầu, gọi cho Tiêu Chính Văn, chủ soái, đã bàn xong rồi,
giá thu mua là 50 triệu tệ. Tiêu Chính Văn nhíu mày nói, tôi vừa xem tài liệu của nhà máy Thiên Tường rồi, cũng không đáng giá đến mức 50 triệu tệ. Long Nhất nói, chủ soái, nhà máy Thiên Tường này đã chuẩn bị bán cho một công ty khác, cũng coi như chúng ta khiến họ hủy bỏ hợp đồng, nhất định phải bồi thường tiền hợp đồng. Được, tôi biết rồi. Tiêu Chính Văn gật đầu nói, hôm nay có thể ký hợp đồng không? Có thể ký hợp đồng, anh muốn đến sao? Long Nhất hỏi. Tiêu Chính Văn gật đầu nói, ừ, việc bên này của Vi Nhan rất gấp, tôi lập tức đến ngay. Tiêu Chính Văn tắt điện thoại, lập tức lái xe đến thẳng nhà máy Thiên Tường. Suy cho cùng, anh vẫn phải tự mình đến ký hợp đồng. Ở cửa, Long Nhất chỉnh đốn lại quần áo của mình và nói với Trịnh Thiên Thái, chủ soái sẽ đến ngay. Trịnh Thiên Thái nghe vậy, cả người run rẩy, lập tức đứng thẳng, đồng thời hô lớn với đám đàn em của ông ta, toàn bộ đều lấy lại tinh thần cho tôi, anh Tiêu sẽ đến ngay bây giờ. Cứ như vậy, mấy chục người đứng phía sau Long Nhất và Trịnh Thiên Thái, đứng dưới ánh mặt trời chói chang, lặng lẽ đợi Tiêu Chính Văn. Cùng lúc đó, tại phòng làm việc của chủ tịch nhà máy Thiên Tường. Lúc này ông chủ Đổng Lực Hằng đang ngồi trên ghế, nở nụ cười vui vẻ hút một hơi xì gà. Bên cạnh, nữ trợ lý trang điểm gợi cảm xinh đẹp bước tới ngồi lên đùi ông ta, hai tay ôm lấy mặt và cổ của ông ta cười nói, ông chủ, anh bán nhà máy với giá 50 triệu tệ thật sao? Đổng Lực Hằng cười đáp, đương nhiên rồi. Đột nhiên, điện thoại của ông ta đổ chuông, vừa nhìn thấy dãy số lạ, Đổng Lực Hằng nhíu mày bắt máy, vì tâm trạng rất tốt nên nói chuyện cũng rất vui vẻ, hỏi, alo, ai vậy? Ông chủ Đổng Lực Hằng của nhà máy Thiên Tường phải không? Đối phương hỏi. Đúng, là tôi. Đổng Lực Hằng đáp, hai tay không thành thật mò tới mò lui trên người nữ trợ lý. Chào ông, chúng tôi là người của tập đoàn Đỗ Thị, hiện giờ, chúng tôi muốn mua nhà máy của ông hãy nói một cái giá đi. Đối phương nói thẳng, giọng điệu thản nhiên. Đổng Lực Hằng giật nảy mình, biểu cảm như đi tàu lượn siêu tốc, hỏi tập đoàn Đỗ Thị cũng muốn mua nhà máy của tôi sao? Đúng, ông ra giá đi. Đối phương có vẻ khó chịu. Đổng Lực Hằng ngẫm nghĩ một lát, nhìn vẻ mặt căng thẳng của nữ trợ lý, mở miệng thử dò hỏi 80 triệu tệ. Đối phương không hề suy nghĩ mà đồng ý ngay, được. 80 triệu tệ, hợp đồng sẽ gửi qua cho ông chủ Đổng ngay. Sau khi cúp máy, Đổng Lực Hằng vẫn còn sững sờ, vỗ vào mặt mình rồi hỏi nữ trợ lý, Tiểu Mỹ, có phải anh đang nằm mơ không? Nhà máy nát này của chúng ta, từ khi nào mà đáng giá như vậy chứ? Tập đoàn Đỗ thì cũng muốn mua, hơn nữa là 80 triệu tệ. Ông chủ, thật sao, 80 triệu tệ. Nữ trợ lý cũng bị dọa giật nảy mình, ngực không ngừng phập phồng, hoảng sợ nói, giàu rồi giàu rồi. Nhưng không phải lúc nãy anh đã bán cho anh Long Nhất với giá 50 triệu tệ rồi sao? Đổng Lực Hằng vỗ trán nói, đúng rồi, phải làm sao đây? 50 triệu tệ và 80 triệu tệ, trong chốc lát mà tổn thất mất 30 triệu tệ. Nữ trợ lý cũng khoanh tay trước ngực, rồi chống cằm ngẫm nghĩ, nói, ông chủ, hay là, chúng ta thử tăng giá thêm. Nếu tập đoàn Đỗ Thị đã ra giá 80 triệu tệ, chúng ta ra giá 100 triệu tệ với anh Long Nhất thì thế nào? Đổng Lực Hằng cau mày nói, 100 triệu tệ sao? Anh lo anh Long Nhất kia sẽ không đồng ý mua nữa, đây là tăng một lúc 50 triệu tệ đó. Ông chủ, sao anh vẫn chưa nghĩ thông suốt vậy? Tập đoàn Đỗ Thị này đã ra giá 80 triệu tệ rồi. Chúng ta ra giá 100 triệu tệ. Nếu anh Long Nhất kia không đồng ý thì chúng ta vẫn có thể bán cho tập đoàn Đỗ Thị mà. 80 triệu tệ đó. Không thiệt đâu, nếu như anh Long Nhất kia đồng ý, vậy thì bán được 100 triệu tệ rồi. Nhà máy này của chúng ta cũng chỉ đáng giá 20 triệu tệ thôi. Nữ trợ lý phân tích nói. Đổng Lực Hằng nghe vậy thấy rất có lý, ôm nữ trợ lý cười ha ha hôn vài cái, nói Tiểu Mỹ xinh đẹp của anh, em rất thông minh. Ha ha ha, đợi anh bán nhà máy sẽ đưa em đi Tam Á. Em muốn mua gì anh cũng đều mua cho em. Ôi, ông chủ, anh hư lắm. Nữ trợ lý o nghẹo nói. Lúc này, một nhân viên chạy vào nói, ông chủ, anh Long Nhất đến, anh ta đưa ông chủ của mình đến ký hợp đồng. Đổng Lực Hằng lập tức cười đáp, mau để bọn họ vào. Chẳng mấy chốc, Tiêu Chính Văn dẫn theo Long Nhất bước vào phòng làm việc của chủ tịch. Vừa vào cửa, đã nhìn thấy Đổng Lực Hằng ngồi trên ghế ông chủ, hai chân gác lên bàn làm việc, hút xì gà nói, cậu chính là ông chủ của tập đoàn Na Nhan à.
Tiêu Chính Văn nhíu mày, nhìn Đổng Lực Hằng trước mặt đáp, là tôi, ký hợp đồng thôi. Đổng Lực Hằng cười nhạt, vứt thẳng hợp đồng lên bàn nói, được, ký đi. Tiêu Chính Văn cầm hợp đồng lên, nhìn vài lần, vừa chuẩn bị đặt bút ký tên thì phát hiện, giá thu mua trên hợp đồng bị đổi thành 100 triệu tệ. 100 triệu tệ, không phải đã bàn bạc mua với giá 50 triệu tệ sao? Tiêu Chính Văn nhíu mày, sắc mặt bỗng chốc trở nên lạnh tanh. Chương 299, ép giá. 100 triệu tệ sao? Long Nhất nghe vậy, tiến lên trước một bước, nhìn lướt qua bản hợp đồng, gương mặt lập tức trở nên nghiêm nghị, trừng mắt với Đổng Lực Hằng đang ngồi ở ghế chủ tịch hút xì gà, âm trầm nói, ông chủ Đổng, sao lại biến thành 100 triệu rồi? Đổng Lực Hằng cười khẩy, nói, chăng sao cái gì? Vốn dĩ là 100 triệu tệ mà. Muốn ký hay không thì tùy, muốn có nhà máy này của tôi thì mau ký đi, dề già làm gì? Sắc mặt Long Nhất vô cùng khó coi, nói, lúc trước đã thương lượng là 50 triệu. Vì sao lại nhất thời thay đổi? Đây là vi phạm quy tắc, tính tình Long Nhất khá nóng nảy, nếu đổi lại là chỗ khác, anh ta đã sớm ấn Đổng Lực Hằng xuống rồi đánh ông ta một trận tơi bời. Tuy nhiên, bây giờ đang đàm phán chuyện kinh doanh, anh ta không thể bốc đồng. Bằng không sẽ hỏng việc của chủ soái. Cậu Long Nhất, cậu có nhầm lẫn gì không? 50 triệu chỉ là tiền cọc, giá tôi đưa ra là 100 triệu mới đúng. Đổng Lực Hằng cười tủm tỉm, ngồi thẳng lưng, ôm nữ trợ lý bên cạnh, nhìn vẻ mặt u ám của Tiêu Chính Văn, cười nói, ông chủ Tiêu này, xem xong chưa? Xem xong rồi thì mau chóng ký đi. Tiêu Chính Văn nhíu mày, ấn hợp đồng xuống bàn, hỏi, cấp dưới của tôi nói với tôi rằng, vụ mua bán này ấn định là 50 triệu, ông chủ Đổng nhất thời tăng giá, chẳng phải là không giữ chữ tín sao? Đổng Lực Hằng liếc Tiêu Chính Văn, lạnh lùng nói, hừ. Chữ tín có thành cơm ăn được không? Nói thật với mấy người, giá vừa nãy là 50 triệu tệ, giá hiện giờ là 100 triệu tệ. Ông chủ Đổng, ông làm vậy, quá thất đức rồi. Nhất thời xuyên tạc thay đổi giá cả, tôi có thể kiện ông. Long Nhất bừng bừng lửa giận, chỉ tay vào Đổng Lực Hằng, giận dữ mắng. Nếu không phải Tiêu Chính Văn vẫn còn ở đây thì Long Nhất đã gọi người đến dỡ luôn nhà máy này, đưa Đổng Lực Hằng đi thẩm vấn từ lâu. Đổng Lực Hằng bật cười, kiện tôi. Ha ha ha, trước đó hai bên chúng ta đã ký hợp đồng mua bán nhà máy nào với giá 50 triệu tệ chưa? Làm gì có đâu, tôi cũng không ngại nói cho mấy người biết, bây giờ nhà máy này có giá 100 triệu. Ban nãy có người ra giá 120 triệu mua nhà máy này của tôi. Tôi bán cho mấy người giá 100 triệu chính là nể mặt cậu Long Nhất rồi. Tôi làm vậy, lẽ nào không phải là vì uy tín sao? Đổng Lực Hằng cười tít mắt. Thủ đoạn này là phương pháp phổ biến trong kinh doanh. Long Nhất nhìn Tiêu Chính Văn, dò hỏi ý kiến của anh. Tiêu Chính Văn mỉm cười, ông chủ Đổng, ông chắc chắn chúng tôi sẽ mua nhà máy này à? Nhà máy thiên tường phù hợp nhất với các yêu cầu của Tiêu Chính Văn hiện giờ. Thế nhưng, Đổng Lực Hằng này lại được voi đòi tiên, nâng giá lên 100 triệu tệ, khiến trong lòng Tiêu Chính Văn không thoải mái. Đổng Lực Hằng cười nói, ông chủ Tiêu đừng hiểu lầm, giá cả chính là như vậy, mấy người không cần cũng không sao, dù gì cũng có người cần nhà máy của chúng tôi. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, hỏi, vậy ông cho Đổng có thể nói cho tôi biết, là ai muốn tranh với tôi mua lại nhà máy này hay không? Đổng Lực Hằng khẽ liếc mắt. Lắc đầu nói, chuyện này không nói cho cậu được, đây là quy tắc trong kinh doanh, cũng là vấn đề cơ mật. Ông chủ Tiêu, cậu muốn mua hay không chỉ cần ký tên là được, sau khi cậu ký xong thì tôi sẽ cho cậu biết đối thủ của cậu là ai. Tiêu Chính Văn cau mày, đột nhiên đứng phắt dậy, ánh mắt lạnh tanh nhìn Đổng Lực Hằng, nói, tôi cho ông chủ Đổng một cơ hội cuối cùng, nhà máy này, ông có chắc muốn tăng giá vào lúc này không? Đổng Lực Hằng nhíu mày, đập bàn, lớn tiếng nói, đúng. 100 triệu, tôi chắc giá 100 triệu tệ, cậu mua hay không thì tùy, không mua thì biến. Người đâu, tiễn khách, chờ chút. Tiêu Chính Văn xua tay. Đổng Lực Hằng thấy vậy, lập tức cười tâu toét, nói, vậy có phải hay hơn không? Ông chủ Tiêu, nhà máy này của tôi rất đáng giá, 100 triệu tệ, mấy người không hề lỗ, mau ký hợp đồng đi. Ông chủ Đổng hiểu lầm rồi, tôi đâu có nói là muốn ký. Giờ tôi cũng thay đổi ý định rồi. 20 triệu tệ, thu mua nhà máy của ông thấy thế nào? Tiêu Chính Văn nói, nụ cười nhạt treo trên khóe môi.
20 triệu tệ. Nghe vậy, cơ mặt Đổng Lực Hằng co rút, tức giận đứng bật dậy, mắng, mẹ kiếp, mày chơi tao à? 20 triệu tệ, sao không đi cướp luôn đi? Đúng 100 triệu, không có tiền thì cút, vào hết đây cho ông. Dứt lời, hàng chục tên đàn em của nhà máy từ ngoài cửa xông vào, bao vây toàn bộ văn phòng trong nháy mắt. Đổng Lực Hằng có thể phát tài, phần lớn phụ thuộc vào việc nuôi dưỡng đám đàn em côn đồ này. Đa số những thương nhân hợp tác với Đổng Lực Hằng đều phải chịu sự đe dọa và quấy rối của Đổng Lực Hằng, dùng giá thấp hơn mức thị trường, ép họ hợp tác. Do đó, danh tiếng của Đổng Lực Hằng trong vùng này rất tồi tệ. Rất nhiều người sợ ông ta. Tiêu Chính Văn và Long Nhất cùng quan sát xung quanh một lượt, khóe mắt hiện lên vẻ lạnh lùng và xem thường. Ông chủ Đổng, ông như này là muốn động tay động chân à, Tiêu Chính Văn hỏi. Đổng Lực Hằng quát, biết điều thì mau ký đi, nếu không sẽ đánh gãy hai chân các người. Mấy tên đàn em cũng nhao nhao rút dao găm sáng loáng và gậy sắt từ thắt lưng ra. Tạo thành mối uy hiếp đe dọa, buộc Tiêu Chính Văn phải ký hợp đồng. Tiêu Chính Văn nhíu mày, nói, ông chủ Đổng, ông đang muốn ép mua ép bán sao? Phải, nếu không muốn cụt chân cụt tay thì mau ký đi. Bằng không, thứ đồ trong tay mấy người anh em của tôi không có mắt đâu. Đổng Lực Hằng cười khẩy, đe dọa. Vậy tôi không ký thì sao? Tiêu Chính Văn thấp giọng hỏi. Mẹ kiếp, tao thấy mày chưa được nếm mùi đòn rồi. Mấy người, đi xông lên đánh thằng danh này một trận. Ấn tay cậu ta xuống ký tên cho tôi. Đổng Lực Hằng hét lên, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Ba bốn tên côn đồ, vung vẩy dao găm trong tay, vẻ mặt hung ác đi về phía Tiêu Chính Văn. Long Nhất đứng bên cạnh Tiêu Chính Văn, rút súng từ thắt lưng ra, trong chớp mắt, một tay túm lấy cổ áo Đổng Lực Hằng, họng súng đặt trên đầu ông ta. Dám động vào đại ca tôi sao? Chán sống rồi hả? Long Nhất phẫn nộ, lửa giận bừng bừng không khống chế nổi nữa. Dừng tay, lui xuống hết cho tôi. Đổng Lực Hằng hoảng loạn, đồng tử co rút, giơ hai tay lên, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Lúc này, hai chân ông ta run lẩy bẩy. Ánh mắt ghim chặt vào khẩu súng trên tay Long Nhất. Mấy tên đàn em cũng sợ hãi, không ngờ đối phương lại mang theo súng, tất cả bỗng chốc đứng chết lặng, không dám nhúc nhích. Cộp cộp cộp. Ngay lúc đó, hành lang bên ngoài văn phòng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Hàng chục vệ sĩ mặc vest đen xông vào. Rầm rầm rầm. Sau một hồi hỗn loạn, toàn bộ đám đàn em của Đổng Lực Hằng đều bị đè trên mặt đất, mất hết sức chiến đấu. Một lúc sau, tất cả đám người đó đều quỳ dưới đất, mặt mũi bầm dập. Giờ phút này, Đổng Lực Hằng hoàn toàn sững sờ. Đối phương, có chuẩn bị mới đến. Đúng lúc này, Trịnh Thiên Thái từ ngoài cửa vội vội vàng vàng đi vào, đứng sau lưng Tiêu Chính Văn, cúi người nói, anh Tiêu, khiến anh hoảng sợ rồi, bên ngoài đã xử lý sạch sẽ. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu. Bấy giờ, Đổng Lực Hằng nhìn thấy người đàn ông vừa bước vào, sợ tới mức suýt lên cơn đau tim. Sắc mặt trắng bệch, khiếp sợ. Thiên gia. Đổng Lực Hằng hoảng hốt gọi một tiếng. Chương 300, Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà. Ngay giây tiếp theo, ông ta không còn đứng vững nữa, quỳ rạp xuống đất. Ôi trời ơi! Vị vua thế giới ngầm Tu Hà Thiên gia Trịnh Thiên Thái đang thực sự cúi đầu rất khiêm tốn trước ông chủ Tiêu Chính Văn này. Xong rồi, xong rồi. Đổng Lực Hằng biết lần này mình chết chắc rồi. Long Nhất lạnh lùng nói, ông chủ Đổng. Không phải vừa rồi ông rất kiêu ngạo sao? Ông còn muốn phế bỏ hai chân của đại ca tôi cơ mà. Bây giờ ông cứ kiêu ngạo tiếp đi xem nào. Đổng Lực Hằng sợ đái ra quần, trán đầy mồ hôi lạnh. Cậu Long Nhất, tôi xin lỗi, là do tôi hồ đồ, xin cậu hãy cẩn thận khẩu súng trong tay, đừng có bóp cò mà. Đổng Lực Hằng hoảng sợ, toàn thân run lẩy bẩy. Nếu đối phương không cẩn thận, tính mạng của ông ta sẽ hoàn toàn chết dứt ở đây. Dầm. Ngay giây tiếp theo, Long Nhất thẳng tay túm lấy cổ áo của Đổng Lực Hằng, nhấc bổng ông ta lên, sau đó ném mạnh xuống đất. Đổng Lực Hằng ngã xuống đất, gãy cả xương mũi, ngay cả răng cũng bị gãy hết, mặt mũi đầy máu. A, mũi của tôi, răng của tôi. Đổng Lực Hằng hét lên. Lúc này, Tiêu Chính Văn đã thản nhiên ngồi trên ghế của ông chủ, anh liếc nhìn Đổng Lực Hằng đang nằm dưới đất ôm chặt mũi và miệng. Rút một điếu xì gà từ trong hộp xì gà ra rồi châm lửa, lạnh lùng hỏi, ông chủ Đổng, bây giờ tôi thu mua với giá 20 triệu tệ, ông đồng ý không?
Cô trợ lý ở bên cạnh đã sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất, cả người run lên. Đồng Lực Hằng sững sờ, gào khóc hu hu, ông chủ Tiêu, tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi. Cậu mua với giá 20 triệu tệ là lỗ chết tôi rồi. Cậu muốn cả nhà tôi đi làm ăn mày sao? Im đi, anh Tiêu đã bỏ ra 20 triệu tệ để mua lại nhà máy của ông đã là nhân từ lắm rồi. Đồng Lực Hằng, ông to gan thật đấy. Ông còn dám mặc cả à? Trịnh Thiên Thái gầm lên, trong mắt hiện lên sát khí. Đồng Lực Hằng dập đầu kêu to, Thiên gia, tôi xin ông tha cho tôi, 20 triệu tệ, tôi thật sự không bán được, hừ. Tiêu Chính Văn lạnh lùng hừ một tiếng, nói, ban nãy ông đưa ra giá 100 triệu tệ, bắt ép mua bằng được. Bây giờ, tôi cũng chỉ dùng lại đúng cách của ông thôi, 20 triệu tệ, giá cuối cùng. Nếu ông không đồng ý, tôi cũng sẽ có cách để mua lại nhà máy của ông mà không tốn một xu nào. Dứt lời. Long Nhất lấy điện thoại di động ra, xem qua tài liệu rồi ném cho Đồng Lực Hằng, lạnh giọng nói, Đồng Lực Hằng, 5 năm qua ông ép người ta mua, ép người ta bán cũng nhiều thật đấy, hơn nữa còn sai mấy tên đàn em ông bồi dưỡng, đánh thương không ít người. Bao gồm cả nhà máy này của ông, toàn bộ đều bị nghi ngờ trốn thuế. Tổng số tội này đủ để khiến ông phải ngồi tù đến hết đời đấy. Đồng Lực Hằng nhìn tất cả chứng cứ thu thập được trong điện thoại di động, sắc mặt tái nhợt. Bịch, bịch, bịch. Giây tiếp theo, Đồng Lực Hằng dập đầu lia lịa, hét lên, ông chủ Tiêu, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Xin cậu tha cho tôi. 20 triệu thì 20 triệu. Xin cậu hãy mua nhà máy của tôi đi. Ký tên đi. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Ngay sau đó, hợp đồng đã được in lại, Đồng Lực Hằng không hề muốn nhưng cũng chỉ đành sợ hãi, ký tên của mình. Vừa đặt bút xuống. Đồng Lực Hằng quỳ rạp xuống đất như bị ai rút hết sức lực. Lúc này, Tiêu Chính Văn đứng lên, nghiêm giọng nói, ban nãy ông nói có người muốn cạnh tranh giá với tôi, là ai? Đồng Lực Hằng vội vàng trả lời, đúng, là tập đoàn Đỗ Thị ở tỉnh. Họ đã trả 80 triệu tệ để mua lại nhà máy của tôi. Tập đoàn Đỗ Thị, được lắm, Đỗ Bá Đào, xem ra ông vẫn chưa rút ra được bài học cho chính mình. Tiêu Chính Văn lạnh lùng cười. Sau đó đi thẳng ra khỏi nhà máy Thiên Tường. Sau khi mua được nhà máy, Tiêu Chính Văn liền nói với Khương Vi Nhan rằng anh vừa mới mượn được nhà máy, rất nhanh thôi là có thể sản xuất vật liệu. Tuy nhiên, do không đủ năng lực sản xuất nên phải mua thêm một lô thiết bị. Đúng lúc này, Đồng Lực Hằng vừa ra khỏi bệnh viện liền nhận được cuộc gọi từ tập đoàn Đỗ Thị. Ông chủ Đồng, ông sao vậy? Không phải chúng ta đã bàn bạc xong xuôi rồi sao? Tập đoàn Đỗ Thị chúng tôi sẽ mua lại nhà máy của ông với giá 80 triệu tệ. Sao ông lại bán với giá 20 triệu tệ? Ông bị dở hơi à? Đối phương rõ ràng cũng rất ngạc nhiên và tức giận. Tập đoàn Đỗ Thị, chúng mày là cái thá gì chứ? Mẹ kiếp, ông đây làm việc thì liên quan gì đến chúng mày? Nếu không tại vì chúng mày, ông đây bây giờ phải thảm hại đến mức này sao? Mẹ kiếp, Đồng Lực Hằng chửi bới vài câu rồi cúp điện thoại. Tại phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Đỗ Thị, một trợ lý nhìn cuộc gọi đã kết thúc, sắc mặt trầm xuống, hắn nói với Đỗ Bá Đào đang đứng trước cửa sổ lớn kiểu Pháp, chủ tịch Đỗ, chúng ta thất bại rồi ạ. Đỗ Bá Đào gật đầu, vẻ mặt thâm trầm, nói, vậy thì chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo đi. Tôi muốn nhà họ Khương ở Tu Hà phá sản hoàn toàn. Trợ lý đẩy gọng kính, nói, vâng, thưa chủ tịch Đỗ. Theo tin tức chúng ta nhận được, tuy nhà họ Khương mua nhà máy này, nhưng năng lực sản xuất không đủ, vẫn cần mua một lô thiết bị. Chúng ta có thể dùng một ít tiền và mạng lưới quan hệ, cũng như lực lượng của Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà để chặn mọi đường đi nước bước của nhà họ Khương. Cắt đứt con đường thu mua thiết bị của công ty họ. Ừ, cậu đi làm ngay. Nhanh lên. Đỗ Bá Đào lạnh lùng nói. Ngay sau đó, trợ lý gọi ngay cho Mạnh Hưng Hiền, người phụ trách của Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà. Lúc này, trong văn phòng của Phó Hội trưởng Hiệp hội Doanh nghiệp, Mạnh Hưng Hiền đang nói chuyện với một vài người bạn về kế hoạch kinh doanh tiếp theo của Hiệp hội, đột nhiên nhận được một cuộc gọi lạ. Xin chào, tôi là Mạnh Hưng Hiền. Mạnh Hưng Hiền đứng dậy, đi sang một bên. Xin chào, Phó Hội trưởng Mạnh, tôi là Từ Khắc An, trợ lý của Chủ tịch Đỗ Bá Đào thuộc Tập đoàn Đỗ Thị. Tập đoàn Đỗ Thị, chào cậu, tôi có thể giúp gì cho cậu? Mạnh Hưng Hiền bỗng run lẩy bẩy. Vui mừng ra mặt, lúc nói chuyện, ông ta còn vô thức khom người.
Đám bạn ở văn phòng nhìn thấy thái độ khiêm tốn của Mạnh Hưng Hiền mà thất thần. Phó hội trưởng Mạnh, chuyện là thế này, Chủ tịch Đỗ muốn nhờ Phó hội trưởng Mạnh giúp chúng tôi đối phó với một doanh nghiệp. Từ Khắc An không chút giấu giếm, nói thẳng vào vấn đề. Mạnh Hưng Hiền sửng sốt, lập tức cau mày, trợ lý Từ, tôi là Phó hội trưởng Hiệp hội Doanh nghiệp Tu Hà, Hiệp hội Doanh nghiệp chúng tôi có tổng cộng 5 Phó hội trưởng. Dù tôi có năng lực đến đâu cũng không thể quản lý doanh nghiệp ở tỉnh được. Phó hội trưởng Mạnh, ông hiểu lầm rồi, doanh nghiệp này không phải ở tỉnh, mà là công ty nhà họ Khương ở Tu Hà, Từ Khắc An nói. Công ty nhà họ Khương ở Tu Hà, ồ, tôi cũng có chút ấn tượng, trợ lý Từ, công ty nhà họ Khương này có quan hệ cạnh tranh với tập đoàn Đỗ Thị sao? Mạnh Hưng Hiền cau mày hỏi, dù sao thì việc tùy tiện chèn ép một doanh nghiệp địa phương là không hợp lý. Từ Khắc An nói, Phó hội trưởng Mạnh, có một số việc, ông không nên hỏi nhiều. Chỉ cần ông Mạnh hợp tác với chúng tôi chèn ép công ty nhà họ Khương, tập đoàn Đỗ Thị sẽ đầu tư nhiều hơn cho Tu Hà. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ tặng riêng cho Phó hội trưởng Mạnh một số món quà riêng. Ví dụ như, chúng tôi sẽ mở một công ty mới ở Tu Hà, mà Phó hội trưởng Mạnh sẽ đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc. Nghe thấy điều kiện có 102 và hết sức cám dỗ này, vẻ mặt Mạnh Hưng Hiền trở nên do dự, ông ta suy nghĩ một hồi rồi nói, được rồi. Bên cậu muốn tôi làm gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 15.